Rồi, chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Thì hôm nay hàng mới về với lại mình quay lại một ít đồ để báo giá cho các bạn anh em chú bác gần xa. Thì ở bên đây anh em chú bác thì mình bên đây là cái shop đồ điện của mình là Anh Thợ Da Chai. Đó, anh em chú bác xem kỹ ha. Shop bán hàng của mình là đồ điện gia dụng, là sửa quạt đồ đó. Quạt, bàn ủi, bếp ga, nồi cơm điện đồ đó. Thì bên đây là mảng mình bán bên đó là quạt nè, bếp ga nè, nồi cơm nè, ấm siêu tốc nè đó, với mấy cái dây điện đồ, những cái đồ chế quạt đồ nọ đó. Thì bên đây á, là cái shop mình tên là Hoàng Nam. Số điện thoại liên hệ mua hàng của mình đó là số này 0774073629. Số điện thoại mình có Zalo đó. Thì mình bán hàng gửi các tỉnh nha anh em chú bác đó. Mình bán hàng gửi nè các tỉnh, thì những cái tỉnh vùng ngoài thì 32.000 tiền phí ship từ 3 kg đảo lại. Thì anh em chú bác mua thì những vùng trong thì 30k tiền hàng phí ship. Cho dù anh em chú bác mua một món cũng 30k, mà anh em mua 2-3 kg cũng 30k, mà anh em mua từ 400k trở lên thì mình bao phí ship hết đó. Rất là rẻ, phí ship cỡ này rất là rẻ nha anh em chú bác đó. Thì ở bên đây là 400k mình bao phí ship ha. Thì anh em chú bác có mua hàng thể lệ như là như thế nào, thì anh em chú bác mua hàng thì cứ điện cho thẳng cho mình, máy mình lúc nào cũng có ghi âm. Trước khi mua anh em chú bác xem đi, rồi cái món hàng nào ưng ý thì ghi vô, thì điện cho mình thì đọc cho mình, nhớ cho tên người nhận hàng, tên người nhận hàng nghe, và địa chỉ, số điện thoại trước rồi mới tới địa chỉ. Số điện thoại thì nếu mà điện cho mình thì có rồi, còn nếu mà qua bên Zalo thì ghi tên và số điện thoại và địa chỉ luôn, có tên mới gửi hàng được nha anh em chú bác đó. Thì anh em chú bác nào có Zalo thì ghi đơn chụp gửi qua Zalo cho mình ha đó. Cái số điện thoại của mình bán hàng á, thì cũng để ở dưới tựa đài luôn đó, rất là dễ. Thì anh em chú bác nào có mua hàng thì ủng hộ mình, còn không mua hàng thì xem kênh á, thì anh em chú bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha đó. Thì đầu tiên mình báo giá những cái món đồ đơn giản để mình chắc lên trên nó rất là nhiều đó. Thì mỗi một lần mình quay á, nó rất là khó khăn, tại vì cái không gian của mình ở đây rất là chặt anh em chú bác đó. Anh em chú bác thương tình mình thì ủng hộ mình, thì ở đây á, mình bán hàng thì đâu đó đàng hoàng đó. Thì có lâu lâu có đợt khuyến mãi cái gì thì mình cho ha, giờ hết rồi. Ở đây là chui điện nè, chui chui đực nha, anh em muốn mua chui cái nó mình luôn, chui đực chui cái đồ đều 15.000, chui siêu tải 6.000W đó, 15.000 chui hết toàn bộ, mua đực thì nó đực, mua cái nó cái, có đầy đủ hết, nó cũng một màu y gan vậy, siêu tải 6.000W đó, là chưa cấm nha. Còn bên đây là cái mỏ hàng sung nè, mỏ hàng sung, mỏ hàng sung bấm vô là nóng liền, bấm vô là nóng liền đó. Mỏ hàng này thì 100W, nó rất là đầm để cho anh em chú bác xài thợ thôi hoặc là xài nhà đó. Khi anh em chú bác á, bóp lên cho nó nóng lên, cái bắt đầu cái thiệt là nóng lên, cái bắt đầu cái mình cho chị vô đây, cho chị vô đây là nó ăn vô, rồi bắt đầu là anh em chú bác cứ hàng thoải mái ha. Một cây như vậy là mỏ hàng 100W nha, mỏ hàng 100W nè, một cây như vậy là 280.000, mỏ hàng sung trắng đó, một cây là 280.000 ha. Đó, còn nhiêu nữa hết rồi anh em chú bác đó. Còn cái cây mỏ hàng sung đỏ này á, đây cái cây mỏ hàng sung đỏ này là 350k một cây. K một cây. Này mỗi hàng này là bóp lên 180W. Đó. Bóp lên đủ độ nóng nó là 180W. Trong cái mỗi hàng này á, thì nó có tặng cho anh em hai cái đầu cái mũi hàng. Hai cái luôn nha, hai cái đầu mũi hàng. Đây. Bên đây một đầu nữa, một đầu nó rớt trong đây nè. Một đầu nó nằm trong đây. Đó, nó nằm ở trong cái đường dây đó anh em, trước nè. Trên nè, thấy không? Đó, một đầu nữa dưới là một mở hậu mở chợ hàng đó. Cái mỏ hàng này nó có tặng nha, còn cây mỏ hàng này thì nó hình như nó có tặng thêm đầu hay gì đó mình không để ý đó. Cây này là 350, còn cái cây đó thì 280 đó. Còn ở bên đây mỏ hàng 936 thì mình dùng, mình có bán mấy loại mỏ hàng nè. Đây là mỏ hàng 936 chỉnh nhiệt độ, một cây giá 70.000, ở trong nó xài bằng sứ nha anh em đó. Một cây 70.000 có điều chỉnh tốc độ ha, 60W rất là ok đó, là 60 70.000 một cây. Còn bên đây là cây mỏ hàng súng,
Mỏ hàng này là lúc trước là mình ghi là giá mình bán 210.000. Mỏ hàng này là 150W, mỏ hàng này xài ngon lắm anh em. Đây nè, mỏ hàng này mình có lấy ra mình xài nè. Đây mình có lấy ra mình hàng điều tóc nè, rất là êm luôn. Hàng độ nóng rất là cao, rất là chảy, dễ chảy. Đây, thì anh em cứ bật này lên là nó nóng lên hoài ha. Khi quá nóng nhiệt thì anh em khi hàng đồ quá nóng nhiệt anh em tắt cái rồi anh em khi hàng mở lại. Đó, thì chị nó cho tặng cho anh em một cái bánh chì nhỏ và một cái cây này anh em dắt đằng sau ha. Rồi thọt chì vô đây phân ra đây. Còn nếu mà anh em muốn bóp ra. Bóp ra lòn, bóp ra gỡ cái này lên. Rồi lòn chọt chì lòn vô đây tới đây rồi bóp vô tới đây tới cái răng rồi anh em lùa chì vô tới cái răng rồi anh em mới lấy đồ anh em khiều ngay cái lỗ rồi anh em bóp nó ra ha. Bóp nó ra khi nóng mà anh em bóp nó ra đây là nó chảy. Còn nếu mà anh em không xài chì bên trong á thì anh em xài chì bên ngoài vẫn được bình thường. Một cây như vậy mình bán 210.000 nhưng mà bây giờ mình bán là mỗi hàng 150W nha. Mỗi hàng 150W anh em cứ nói mỗi hàng 150W là biết rồi. Là mình bán 200.000 một cây. Nhưng mà đợt hết đợt này á là mình không có nhập bán nữa nghe anh em, mắc lắm nghe. Hiện giờ là bán mắc hơn mình bán luôn đó. Mình nói chung ra là mình nhập không nổi luôn đó. Mình nhập nó mắc hơn á nên mình không nhập nữa. Đó là mỗi hàng này. Đó. Còn bên đây á là mỡ nè anh em, mỡ chợ hàng. Đây. Hũ mỡ chợ hàng là mỡ này, hũ này hũ 100g này, hũ nhỏ, hũ mỡ trắng này á là hũ mỡ chợ hàng trắng này á là một hũ nó là giá nó 40.000. Còn cái hũ mỡ chợ hàng mà hợp thiết này á là 50.000 một hũ. Hũ này là 50 nha. 50k hũ nha anh em. Hũ này rất là hít luôn. Đây. Hợp thiết 50k. Mở chợ hàng. Khi anh em muốn hàng một cái xeo pin hay hàng cái gì đó anh em cái khiều một miếng này nè, anh em để vô cái chỗ anh em muốn hàng đó, anh em nhủ chì vô rồi anh em đưa vô nóng anh em hàng luôn à. Nó rất là dễ hàng. Đó. Mở chợ hàng nha anh em. Đó. Còn bên đây là đèn pin đỏ đầu nè anh em. Đèn pin đỏ đầu là một cây 100.000 nha. Đó, mình giới thiệu lộn xộn vậy đó, đèn pin đỏ đầu 100.000. Tại vì nó nằm ở trên đó anh em. Đó, 100.000 một cây. Đèn pin đỏ đầu lớn nha. Đó. Hàng này lúc nào cũng còn nha anh em, còn được một ít nha. Anh em tranh thủ mua nha. Đó, đèn pin đỏ đầu lớn nha. Xài lâu hết pin lắm anh em, cũng bền. Đây. Gồm có một dây nha anh em, một dây và một cái gắt mà để nó sạc á. Cái gắt như gắt để anh em gắn vô điện thoại anh em sạc á. Nó có đầy đủ hết nha. Và đây là anh em bẻ được nè, ha, đèn pin đầu lớn nha. Sáng trắng. Rất là sáng luôn. Nè. Hai chế độ nè, tối nè, đó. Đó, một cây như gì là 100.000 anh em, đèn pin đổ đầu. Một cây 100.000. Thì như hình như nè. Đó. Mình còn loại này anh em ơi. Rồi kế tiếp á là bên đây là cái đế gác mỏ hàng anh em. Đế gác mỏ hàng cho anh em gác mấy cái cây mỏ hàng cầm tay á, mấy cây mỏ hàng này nè. Đó, đế gác mỏ hàng này anh em gác từ cái mỏ hàng cho tới 100-150W là gác thoải mái luôn. Đế này nó nặng tới 350g nè. Một đế là 45.000 nha. Đế gác mỏ hàng nữ hoàng. Đó, 45.000 đế. Sắt đặc sắt dày luôn. Sắt gan dày luôn. Để anh em để chì hàng nhựa thông rồi thoải mái. Đế 45.000 đế gác mỏ hàng ha. Rồi kế tiếp bên đây là bộ đế ấm siêu tốc và công tắc ấm siêu tốc và dây mạch đèn luôn. Ấm luôn nha anh em. Đó. Thì ở đây. Đây là bộ đế ấm siêu tốc trắng. Đó. Một bộ như vậy là giá nó 18.000. 18.000 một bộ. Anh em nhớ nghe, 18.000 bộ, 10 bộ là 180.000. Là bộ đế ấm trắng. Còn cái công tắc ấm siêu tốc trắng này á là 9.000. 9.000 một cái. 10 cái là 90.000, trắng toàn thân luôn anh em. Ở đây mình bán cái loại chịu nhiệt nha. Đó. Còn cái dây mạch đèn ấm này á là một bộ nó là 14.000. 14.000 bộ. Đó, một bộ gì nè, dây đèn luôn nè, có đèn này ha. Có những cái gắt nè để anh em ghim anh em thay vô luôn nè, đầy đủ lên tới công tắc luôn nha. Dây này là dây chống cháy nha, đúng không cháy nha, nên nó mắc. Một bộ gì là 14.000, chục bộ 140 ha. Còn cái bộ đế ấm siêu tốc đen này là 14k một bộ. Đó. Anh em mua bao nhiêu cũng có nha, hàng đang về hết luôn đó, về nhiều lắm. Còn cái công tắc ấm siêu tốc đen này á
là một cái nó 6.000, một cái nó 6.000, chục cái 60.000 đó, này ăn chục 140 nha đó. Dưới mình có đây nè anh em, thôi cái này mình không có bán, cái giắc hai đầu này nè, bịch này nè, nếu anh em nào mua cái giắc hai đầu này muốn xài cái gì đó xài thì cái giắc hai đầu này anh em nào mua thì mình bán nha. Bịch này mình bán 20k thôi, giắc hai đầu dây chống cháy nha, đi chống cháy liền luôn, giắc kim 3 ly đó. Còn bịch này để mình làm mắm siêu tốc anh em, bịch đèn nè, bịch này bán 20k ha. Bịch giắc xanh, giắc xanh hai đầu trong dây ấm siêu tốc của mình lấy ra. Rồi kế tiếp anh em, đây là cái bộ bo điều tốc, bo điều tốc 220.000W, là cái bo này mình nhập về mình bán thôi nha anh em đó. Thì bo động cơ này là cho anh em xài á, là cái ruột ruột maso, ruột maso là cái chẳng hạn như là cái ruột nồi cơm điện anh em, tăng giảm nóng yếu nóng mạnh đó, với cái này đều điều chỉnh nè đó, là anh em xài cho máy phan máy mài, máy phan máy mài cầm tay, động cơ chổi thang, tăng giảm đó, tăng giảm chậm lẹ, thì cái này là điều chỉnh giam ti nè đó, ngóc đồng á. Thì đây là nguồn vô 220, nguồn ra máy phan xài là đây, ra đây nguồn ra máy phan thì nó nằm ngay cái chỗ cái đường bên đường chỉnh ha đó, nguồn ra 220 đó, máy phan máy mài cầm tay thì anh em mua cái bo điều tốc 220 này là giá 70.000 đó. Còn anh em muốn xài cho cái máy 110 của mình á, mà anh em xài máy nghĩa địa, máy bãi, hàng bãi á, bãi Nhật á, thì anh em mua cái mạch cản này. Mạch cản này là mình nhập mình bán luôn. Đó. Mạch cản này là có 1.000W à nha anh em, 1.000W à nha. Chứ không phải là 3.000W nha. Nó để tào lao đó. Mình một bán 1.000W thì mình nói 1.000W nha. Đây là mạch cản 110 để nhét vô trong mấy cái phan cái mài để anh em sơ ghi một đường dây điện vô á đó. Đó, hai đường dây điện vô thì anh em cắt ngang gì nè, cắt ngang thì anh em sơ ghi ra, anh em sơ ghi hai đường dây này vô, anh em băng keo lại là anh em xài, là mạch cản 110 là xài thẳng 220 đó, 1.000W xài cho một cái máy thoải mái luôn, 65.000. Anh em nói mạch cản 110 là mình biết à đó. Còn cái này là cái hộp điều tốc, cái hộp điều tốc đây nè, xài bình nha anh em, cái hộp này là xài bình đó anh em, gì nhìn cộng trừ vô sao in vô út cút ra đó, cút là ra đó đó. Cái này là điện bình là cộng trừ ra nè, cộng trừ vô nè, là bình 12V mình đó, 12 24 8A. Cái bo điều chỉnh tốc độ 12 24 8A này là anh em xài cho mấy cái dòng quạt này nè, motor 550 rồi đó, motor 775 là motor bơm thuốc sâu rồi đó, là anh em cứ xài đó. Cái hộp điều tốc 8A này là anh em xài cho mấy cái đầu quạt này nè, mấy đầu quạt motor 550 này nè, đó là anh em điều tốc được bình thường ha, xe bình 12V đó. Và cái điều tốc này cũng vậy, điều tốc này giá 50.000, điều tốc 3 giây đó giá 50.000. Còn cái điều tốc 30A này thì giá 80.000 đó, nó xài điều 12 hết nha anh em, 12 24 30A. 30A này là giá 80.000 một hộp, là cái này là cái hộp sắt nha anh em. Cái 30A này là cái hộp sắt. Đây. 30A. 80.000. Còn cái 8A thì nó giá nó 60.000. Còn cái này là nó 10A. 10A nó giá 50.000. Đó, 3 giây. Điều tốc 3 giây. Đó, anh em mua nào nói đó nghe. Đó. Còn cái đầu quạt này là đầu quạt bình 12V nha anh em. Đó. Anh em về anh em chỉ gỡ cái gặn cái ti quạt của mình đó, cái ti cổ mình đó, là anh em gặn vô trong đây. Thì cái này nó chưa có phá găng. Thì anh em cứ gặn hãm găng vô. Gặn qua vô hoài, gặn hãm găng vô vừa cứng là rồi, là anh em bắt vô cây quạt thường của mình xài. Bắt vô cây quạt B3 B4 mình đó. Bắt vô quạt đứng đó, quạt bàn, quạt đứng rồi đó, là anh em chế quạt bình là anh em xài thoải mái luôn. Đó, có nhông này nọ đầy đủ luôn, một cái bộ như vậy nó ráp sẵn gì nữa mình nhập về mình bán nè. Một bộ gì nè, xài motor 550 đó. Đó, về anh em hàng vô, anh em hàng hai cọng dây vô đây nè. Đó. Dây trên dây dưới nè, anh em lòn cho nó gọn bên xuống ha. Là anh em bắt gỗ mình vô, bắt mặt nạ vô, gáo vô được bình thường là anh em xài. Đó,
xài bình 12V anh em kẹp lộn cực á, thì nó sẽ chạy ngược, còn anh em kẹp đúng cực thì nó chạy xuôi. Như dưới một cái bình, cái khoảng cái bình 12V á, bình 12V bình xem ra mình đó anh em ha, hoặc là cái bình mà anh em xài trong đồng đó, bình 12V 15A rồi đó, 20A 25A rồi đó, là anh em xài được 1-2 ngày sờ phải ghe luôn nha. Bình xe Honda là anh em xài được 1 ngày phải ghe luôn, còn mấy cái bình lớn lớn là anh em xài vài ngày là phải ghe luôn đó. Một cái đầu quạt 12V nha là giá 90.000 đó. Là anh em muốn điều tóc thì anh em mua mấy cái điều tóc 3 dây này nè, anh em chế vô anh em xài đó. Anh em mua đi rồi anh em hỏi mình chỉ cho, đơn giản không có gì khó hết trơn á đó. Rồi kế tiếp anh em ơi, đây là cái bộ điều khiển cho máy bơm nước rửa xe, máy bơm rửa xe và máy bơm nước, motor bơm nước á, là điều khiển từ xa cho máy bơm đó. Một bộ như vậy á là giá nó 130.000, 130.000 bộ anh em. Đây thì gồm có một cái đầu mót điều khiển từ xa, là giật cản 100m điều khiển từ xa anh em. Thì đây nè, nó để nè anh em rất là dễ luôn. Đây là điện vô nè, vô 220 nguồn vô nè ha. Thì cái nguồn ga nè đó, nguồn ga 220 là ga motor đó, đơn giản vậy thôi. Rồi cái nó có cái râu ở trên đây nè, nó có cái râu điện như lò xo vậy, anh em kéo ga rồi anh em điều khiển, anh em bóp ha, anh em bóp trước đó, điều khiển có motor rồi anh em bóp mở rồi tắt ha. Rồi cái này cái đầu mót như đầu mót xe mẹt vậy anh em đó. Một cái như gì, một cái điều khiển motor máy bơm á là từ giật cản 100m nha, giật cản có giật cản thì 50m, còn không giật cản thì từ xa 100m nha đó. Thì một bộ điều khiển máy bơm như vậy là giá 130.000. Rồi kế tiếp bên đây là bo điều khiển quạt từ xa, đầu mót tiếng Việt ha. Đầu mót tiếng Việt nha anh em. Đây, bo tiếng Việt và đầu mót tiếng Việt luôn. Chữ Việt hết luôn, Việt Nam sản xuất luôn, chữ Việt không luôn. Đó. Một bộ như vậy là giá nó 50.000, 50.000 một bộ. Thì nó gồm có một cái đầu mót và một cái bo để cho anh em chế quạt, lắp quạt, hoặc treo, hoặc đứng, hoặc bàn á, hoặc B3, hoặc B4, hoặc B5 đó, anh em lắp vô là anh em chế điều khiển từ xa được luôn đó. Ở đây thì trong cái bo đầu mót này này, anh em mua hai cặp cục pin tiểu nhỏ của đầu mót TV đó, anh em gắn vô đây, gồm có bo đó, nó để rất là dễ gắn luôn đó. 1, 2, 3 rồi đó ha, motor đảo là ít đúp nè, cổng cơm là dây chung, còn hai mối này là 220 nè đó. Này anh N và anh L á là 220 đó, 220 vô. Nè thì đơn giản nè, điện 220 nè, cộng dây điện 220 mình nối vô hai ngõ này nè đó. Còn cái cổng dây chung này là cái cổng dây xám mà anh em thấy nó nối vô K3, nối vô 220 đó liền luôn đó, là anh em cứ nối đưa lên đây nè, nối đường cộng K3 với cái quạt đít lên đây ha. Còn cái cộng số 1, số 2, số 3 thì anh em gắn vô đây, còn cái motor đảo thì anh em gắn vô đây một cộng ha. Còn cộng motor đảo còn lại anh em gắn vô chung với cộng dây chung luôn đó. Còn cái K3 mà chung với thằng đời thì nó băng keo lại, rồi còn K3 nói chung với cộng dây chung thì nó bò vô đây đó, đơn giản vậy thôi. Rồi để pin vô đầu mót là chạy. Nó tặng thêm một cái cây vít để cho anh em dặn luôn, lắp luôn đó. Khi anh em dặn nhả ra rồi anh em đưa vô đây nè, anh em xe xeo lên cho nó rộng cái lỗ rồi anh em lắp vô. Bộ bo điều khiển từ xa hoặc đầu mót tiếng Việt đó, bộ gì là giá 50.000 anh em đó. Anh em mua thì ít nhiều gì dưới 400k thì tiền phí ship anh em tự trả ha. 30k tiền phí ship, còn anh em ở vùng ngoài thì thêm 2k là 32k. Đó, mua 2 3 kg cũng 32k anh em, 3 kg đảo lại là 32k. Còn từ 3 kg trở lên đó thì nó thêm 2k nữa là 2000 nữa đó. Đó. Rồi ở đây là bịch gen co nhiệt nha anh em, gen co nhiệt. Thì ở trong đây đó là gồm có là 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly. Đó, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly. Mỗi một thứ là 10 cộng. 10 cộng cắt cục đó. Cắt cục 10 cộng là vô bịch gì nè là 20.000. Đầy đủ hết trơn cho anh em xài. Gen co nhiệt nha anh em. Gen co nhiệt là anh em gen hơi lửa đó. Nhiều lắm nha anh em. Nó còn đây nữa nè, mình chưa thảy vô nè. 20k bọc nha anh em. Bọc 20.000. Rồi, kế tiếp đây nè. Đây là cái bắp chuối quạt nha anh em. Thì cái bắp chuối đứng lở này, cái đoạn đứng lở này nó bán là nó như vậy nha. Nó như vậy, nó có cái tem mạc nha anh em, tem mạc số 1, số 2, số 3 đầy đủ. Thì không có ốc thôi. Bắp chuối này là anh em thay vô á, anh em cứ nói bắp chuối là được à. Anh em mua mấy cái bắp chuối thì anh em nói mình. Đó. Bắp chuối này là 30.000 một cái. Đó. Nó có hai dòng nè anh em thấy không? Bắp chuối thường á là nó có một dòng, mà bắp chuối này hai dòng mà cái độ nó rất là sâu luôn nè, anh em dòm ngón tay mình nè. Đó.
Đó, anh em dòm là tới đây đúng không? Ừ. Nó rất là sâu luôn. Đó, muốn hết ngón tay của mình luôn. Thì anh em để lên là khỏi sợ gòm, thấy không? Để anh em đặt lên thay cho quạt B3, B4, B5, B4, B5 rồi đó, thấy là khỏi sợ gòm. Nó thay hai lộ quạt đó. Nó đứng sững luôn. Còn mấy cái bắp chuối loại nhỏ anh em thay theo nó thì nó gòm gì nè. Đó. Bắp chuối này là yên tâm, nó có hai con ốc thì anh em về anh em lấy hai con ốc của mình anh em dặn vô. Hai con ốc trong bắp mình đó. Số mình lấy dặn vô nó bán vậy thôi là 30.000 cái nha. Bắp chuối quạt. Còn que đo đồng hồ này là 35.000 cặp nha anh em. Que đo đồng hồ 35.000 cặp, anh em cứ mua đi, có hạn chứ, mấy cái này có hạn chứ. Còn bên đây là cây khòi ga đồng nha, khòi ga đồng nguyên khối đồng tốt. Đó, một cây khòi ga đồng như vậy á là anh em gắn vô cái chai ga mini ha. Anh em gắn vô cái chai ga mini của mình đó thì anh em xài. Đó, nó như vậy. Nè, đó, anh em thấy không? Anh em gắn vô rồi anh em gặt qua rồi anh em dặn cái này ra nè, dặn cái này ra anh em nghe nó hơi khè khè cái anh em bóp cái này nè. Đó, bóp IC này là anh em xài một cây như vậy là 130.000 nha, cây khòi ga đồng nha. Đó, hiện giờ là anh bán 130 chứ vài hôm nữa là đứt hàng rồi, không còn hàng để bán luôn, tại vì mấy cái này nó hàng nó lên xuống mà mình không biết đường đâu đỡ ha. Rồi đây là cái cây gọt mài dao anh em, cây gọt mài dao nha. Cây gọt mài dao này là 35.000 đồng một cây nha. Một cây 35k. Còn cái cây kìm cắt chân linh kiện nè, cây kìm cắt chân linh kiện này là một cây nó 35 luôn. Đó, cắt chân linh kiện để anh em cắt dây, cắt bọng, cắt này cắt nọ để anh em hàng ha, hoặc là cắt dây điện rồi đó, rất là gọn luôn, tiện lợi. Cây kìm cắt chân linh kiện nha. Đây cây gọt mài dao của nó đây. Thì cây này là cái cán nó bằng sắt nha anh em chứ không phải bằng mũ nha. Đó. Đây. Ở đây là cái lưỡi hợp kim thép nè. Anh em khi anh em gọt kêu cái lưỡi dao, cái mép dao của mình đó, thì anh em gọt cái cạnh. Ví dụ như cái dao của mình là cái dao gì đi, thấy không? Cái lục đi, anh em gọt cái cạnh này nè, cái cạnh này nè. Thì anh em gọt vô, anh em vịnh lên là anh em gọt, gọt tới. Ha. Gọt cái cạnh nó là lưỡi hợp kim, nó gọt ăn thép ăn đồ luôn. Thì anh em quay qua đây anh em gọt lại nữa, cái là nó bén. Đó, gọt dao nè, gọt kéo nè, đó, gọt búa nè. Tất cả luôn là anh em cứ gọt thoải mái, một cây gì là 35.000 anh em. Đó, cây gọt mài dao. Còn bên đây là máy sạc bình nha anh em, máy sạc bình. Sạc từ bình 4A. Đây, sạc từ bình 4A, 4A cho tới bình 100A là từ bình xe Honda cho tới bình xe tải luôn. Đó. Thì từ bình xe Honda cho tới bình xe tải là từ bình 4A ra cho tới bình lớn luôn đó, anh em sạc các loại bình đó. Cái này là sạc á, là anh em ghim vô điện là anh em kẹp là nó sạc à, sạc đầy tự động nó ngắt à, mà trong khi sạc nó có khử xưng phát cho bình luôn đó. Máy sạc bình này là mình nhập hãng nha, thì hiện giờ mình còn có mấy cái à, thì anh em cứ yên tâm mua hàng đi, hàng lúc nào cũng có ha, loại tốt nha anh em. Một cái như vậy là 250k đó, khi sạc đầy tự động ngắt nha, thì anh em cứ ghim vô đó, ghim vô rồi anh em kẹp đúng cộng trừ là nó sạc, sạc đầy tự động nó ngắt. Khi sạc á, thì nó sẽ chạy cái cây pin bên đây, nó hiển thị cây pin bên đây nó chạy chạy lên. Khi đầy là nó ngưng, ngưng đèn, ngưng nhảy luôn. Đó. Anh em cứ yên tâm sạc thoải mái. Đó. Nhà đồng sâu đồng xa thì anh em cứ mua vô anh em xài thoải mái luôn, khỏi mất công đem đi đâu sạc chứ, cho mất công có điện thì anh em cứ ấy, khỏi mất công bơ xuồng bơ chạy chở cái bình đi sạc nó cực khổ. Đó. Tốn chỉ có 250.000 thôi, nhưng mà anh em có mua mình nói thì anh em tốn phí ship 30.000 nữa. Đó. Rồi còn nhiều cái món đồ hay lắm nha anh em, chú ý ha. Đây kế tiếp mình giới thiệu mấy cái oanh nước đi ha, mấy oanh nước với cái dồi sen co của nó. Dồi sen co này á, là nó 40.000 một cái nha anh em, sen co 3 tấc đó, sen co 3 tấc ha. Ở đầu nó thì nó có cái cây sen nha anh em, đây thì đầu nó có cái cây sen đó, cây sen đó, sen co 3 tấc. Đó, một cây như vậy là giá nó 40.000 nha. 40.000 sen co. Một cây sen bẻ co. Anh em bẻ ở đâu cũng được chứ, bẻ ở đâu nó theo đó ha. Đó, mình bẻ mình xài nước mình dặn ra vô cái vòi nước của mình đó, cái quanh nước của mình đó, bẻ thoải mái theo ý muốn của mình. Đó, mà nó không bị văng nữa. Tiện lợi cho mình rửa rau, rửa cá hay là hứng nước vô thùng hay vô thau gì đó. Rất là tiện.
một cây thanh bẻ co là nó 40.000. Rồi kế tiếp ở đây á, thì hôm nay á, thì cái hàng này thì nó mới về nè anh em, mà cái giá nó cao hơn là tới mấy ngàn lận một cái rồi đó. Thì đây là cái giòi nước inox 304 loại xịn là cái loại cao cấp á, để cho anh em để trong nhà tắm đó. À mà anh em nào sang thì anh em muốn xài ở ngoài thì anh em xài đó. Một cái quanh nước như vậy là giá 80.000 anh em. Bộ hổm mình bán có hình như có 70 75 gì đó. Nhưng mà giờ là cái hàng này nó về nó hơi cao hơn nên là thử ra nó lên giá 80 nha anh em. Nó không còn giá 70 nữa nghe. Thì cái quanh nó bán thì gồm nó gì? Nó có cái này. Đó, miếng này inox nha, về anh em lột ra. Đó. Thì nó có mút như vậy, quanh xịn lúc nào nó cũng có đầy đủ hết trơn. Đó. Đây, 304 nha, loại xịn nha, cao cấp. Đây. Thì cái quanh gồm nó có như gì anh em, đơn giản gì thôi đó. Đằng trước thì cái đầu sen nha, ở đằng đây thì để cho anh em dặn cái quanh tắm quanh gì đó đó, hoặc là anh em dặn cái quanh co này cũng được, hay anh em dặn sen tắm đó. Thì cái này anh em dặn nước nè đó, dặn hai quanh luôn. Một cái giòi, hai giòi quanh xịn này là 304 này là loại tốt này, là nó giá nó 80 nha đó. Cái quanh xịn nó rất là bự luôn, nó để cái hộp nó rất là bự. Còn cái quanh 304 kia thì nó ngợi hơn chút xíu. Ra quanh 304 của mình đó thì nó dẹp thì nó ngợi hơn. Cái nào mình nhập ngợi thì mình bán ngợi nha anh em. Đó. Này là 80. Đây. Cái quanh, một quanh của mình đó là hiện giờ là còn có 3 cái nha anh em. Quanh đây nè. Một quanh nè, một giòi nè. Cái này là một giòi nha. Đây, còn có 3 cái cuối cùng. Một giòi này là giá 40.000. Giá 40k anh em, 40k. Đây để mình lấy ra cho anh em xem. Còn ba cái cuối cùng mà không còn hàng để bán nữa. Nói chung là còn hai quanh không à, hai giòi không à. Đây. Một giòi 40k, còn ba cái cuối cùng anh em nào hốt thì hốt ha. Không hốt thì thôi. Không hốt thì anh em khác hốt. Đây. 40k. Inox mà nó xi bóng đẹp luôn đó, anh em là mua được cái giá này không đó. 40k nha, hàng trong hộp đồ đàng hoàng, cái chất lượng nha đó, inox nha anh em đó. Rồi còn 40k là ba cái cuối cùng ha. Còn cái quanh đôi này 304 này á là nó 55k một cái đó, quanh đôi giá 55. Anh em mua loại nào thì anh em nói loại đó nha. Thì món hàng nào mình giới thiệu lên thì anh em cứ nói y gan cái mình nói thì anh em cứ nói y gan vậy, hay hoặc là ghi y gan vậy. 304 giá bao nhiêu thì anh em nào chú bác nào cái ghi vô. Đây. 304. Inox 304, cái này là nó có hai cái đầu dặn luôn cho anh em dặn ra. Anh em dặn ra anh em thay cái quanh co này vô được nè, sen co được luôn nè. Đó. Nó có miếng gòn ha. Đó, khi anh em dặn ra nó có cái miếng gòn nè, cái đầu inox này ra nè, nó có miếng gòn để cho anh em ấy vô đây nè. Đó. Còn anh em muốn gắn vô để cái đầu này để cho anh em gắn vô mắc vô trong mấy cái tủ lạnh rồi đó. Mấy cái máy giặt rồi đó, rất là dễ tiện luôn. Đó. 304. Một cái như vậy là 55.000 nha anh em. Đó. Cái 304 này nó còn một đống vậy đó là hết rồi đó anh em. À, với cái quanh nước một này thì nó còn nhiêu đó, thì anh em nào có mua thì ủng hộ mình ha. Trời ơi, mình để vô mình mới gặp được cái mâm lẩu của hổm anh, cái anh nào đó anh hỏi mình để biết bao lâu rồi nè. Đó, mâm này mâm mới chát luôn nha anh em, nhưng mà để lâu cái nó hơi ten nè anh em, nhưng chỉ nó còn luôn, mới tinh luôn, thấy không anh em, thấy không đó, mâm bếp lẩu nha, mâm bếp lẩu đây. Thì nó sử dụng có cái mâm bếp lẩu, thường thường nó sử dụng ba chân này nè anh em. Ba chân này nè. Anh em nào mua về chế cái bếp điện xài cũng được luôn. Đó. Cái mâm này anh em nào có sẵn mua mình bán luôn nha. Đó, điện 220 ha. Câu hai mối điện vô đây, mâm mới nha. Mâm mình để lâu rồi. Mâm này nói chung ra là mình mua cái gì đó, cái bếp lẩu nào đó mình giả ra mình bán tới giờ luôn, để tới giờ luôn á. Là cái mâm này mình bán cho anh em nào sẵn mua hàng á, bán 50.000 luôn. Ha. Còn anh em nào không mua thì để đó.
tại mình dắt ở trong kẹt mình mới thấy đó. Rồi kế tiếp bên đây là cái đuôi đèn cảm ứng nha anh em. Đây đuôi đèn cảm ứng, đuôi đèn cảm ứng đây thì nó thấy cái đuôi đèn này thì cái đuôi đèn này thì anh em gắn vô trong tường, rồi anh em gắn dây điện vô, anh em dặn cái bóng đèn vô thì trong nhà mình đó anh em, nhà tắm hàng ba đâu đó hay hoặc là hành lang nào đó, đó hai mối này là anh em gắn vô mối điện 220 của mình đó, anh em dặn vô trong tường đó, dặn vô tường trong đây như nó có cho vít đó, nó cho vít hai vít tắc kê nè, hai con vít với hai cây tắc kê với hai cái núm để anh em bít cái lỗ này luôn nè đó. Thì cái này là cái cảm ứng nè, khi nó thấy anh em đi qua lại thì nó sẽ cháy, mà anh em ngồi im ghe hay là anh em đứng im ghe một hồi có khoảng một phút ngoài nó tự động nó tắt đó, vắng mặt anh em hồi nó tắt đó, mà khi anh em đi qua là nó thấy bóng dáng anh em là nó cháy đèn lên đó. Là cái này là 50.000 đuôi đèn cảm ứng loại 50.000 nha, cái này hàng mới về đó, hàng mới về. Còn cái đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng này là đuôi đèn cảm ứng di giờ được đó, nhưng mà anh em nhúng nhích từ xa là nó không tắt nha. Mình báo cáo cho anh em biết trước là nó như gì để cho anh em biết anh em xài, anh em dặn cái bóng đèn lên đó, nó nghe tiếng động nó cũng cháy nữa đó. Nó không phải là nó nghe tiếng động nó cũng cháy, như là nó thấy ánh sáng nó nhận cái tia hồng ngoại từ cái bóng đèn luôn. Anh em dặn cái bóng đèn vô đây, rồi anh em cái đuôi này nè, anh em có thể anh em dặn vô cái đuôi đèn của mình đó, cái đuôi đèn thường của mình đó, đó cái đuôi đèn như đuôi đèn cảm ứng này nè đó, anh em dặn vô cái đuôi đèn thường của mình nhà rồi anh em xài, nó thấy anh bóng dáng anh em từ xa 5-10 mét đó ha, là nhúng nhích là nó sẽ cháy đèn. Mà anh em phức dạng là một hồi có khoảng một phút sau, phút ngoài sau là không nhúng nhích động đậy nữa là nó tắt. Nhúng nhích động đậy là nó cháy, nhúng nhích động đậy là nó cháy hoài luôn, một hồi là vắng mặt anh em là tắt. Cái này để thích hợp để cho anh em di giờ, để trong di giờ trong giường trong nhà ha, là trước cửa nhà mình là rất là tiện lợi luôn, khi nó rất là nhạy luôn, nó cảm ứng bằng cái bóng đèn đó, di giờ được luôn đó. 60.000 cái nha, đuôi đèn cảm ứng dặn đuôi giờ đuôi đó, đuôi đèn cảm ứng 60.000, anh em mua loại nào nó loại đó đi. Cái 60.000 này với cái 50.000 này hàng mới về không anh em. Rồi còn đây nè anh em, đây là cái bịch bông mai này chắc cũng cỡ 100 mấy chục cái á, bông mai này cỡ 100 mấy chục cái đó. Nếu mà anh em nào có mua để đóng quạt á thì anh em mua đi, mình bán rẻ cho cái bịch này là 50k thôi. Tại vì nếu mà anh em mua bông mai ở ngoài mình bán ở đây nè, nè một bịch là 10 cái bông mai này là 15k nha, bịch chục có 15k nha. Tại bông mai này là mình gỡ trong ốp ra, mình gỡ trong ốp ra, mình ép bạc đạn. Đây bông mai mình gỡ ra là nguyên si nha, không có bị tét bị gì trơn nha, bông mai rất là đẹp luôn, mai 7 cánh luôn. Đây đó, vậy anh em cứ lấy búa anh em gõ lại cái anh em đóng vô à. Đó, anh em nào nhanh tay chớp nha, không nhanh tay người khác mua vậy thôi. 50k bịch bông mai, 50k. Còn cái bông mai này là một bịch nó 15k nha, chục 15k, còn cái đầu mỏ hàng đồng này là 15k. Đó. Rồi giới thiệu tới nha. Càng đảo quạt B4, B5 đồng giá một càng đó, nè B4 nè. B3, B4 là xài càng B4 nha. Là càng 5.000, chục càng 50.000, còn cái B5 nè. Đây B5 nó dài hơn anh em. Đây. Đây. Thấy không? B3, B4 xài càng cục này nè. Còn cái B5 là biệt tuyệt đối là phải xài càng B5. Đồng giá chục càng nó giá 50.000. Đó. Càng đảo quạt nha. Đây là càng đảo quạt. Còn kìm cắt bãi này nè. Mình còn được mới nè anh em. Đó. Kìm cắt bãi này là bảo đảm là mỏ rất là sắc nha. Lưỡi rất là sắc nha. Một cây như vậy là 60.000 anh em. Kìm cắt bãi này rất là bén. Kìm cắt bãi nha, đồ đã qua sử dụng nhưng mà hàng bãi của nghĩa địa đó, hàng Nhật đó anh em, hàng Nhật đó, 60.000 cây kìm cắt bãi, 60.000 cây. Còn có nhiêu à, tẩy cho nó gọn gỗ.
Còn bên đây là cái bộ mũi khoan gian titan đó, bộ mũi khoan gian titan đó là khoan gian từ từ 3 ly 4 ly 5 ly 6 ly 7 ly 8 ly đó, thì vừa khoan vừa gian luôn đó. Một bộ nó là 6 mũi 120 ngàn, vừa khoan vừa gian luôn, mũi khoan gian titan nha. Đó, còn bên đây là cây lấy dấu nè anh em. Cây lấy dấu á, đáng lẽ mình nói anh em nghe, hàng đợt này nó về nó quá cao đó, nhưng mà mình bán hết đợt này anh em, mình bán hết đợt này, mình nói với anh em á, mình bán hết đợt này là đợt sau á anh em tranh thủ mua nha. Đó, hết đợt này đợt sau á, hàng này là hàng cao cấp không à. Là đợt này đáng lẽ là mình bán giá 35 ngàn một cây, nhưng mà mình bán vẫn bán giá 30 luôn cho anh em luôn. Đó, vẫn bán giá 30 luôn, giá cũ luôn. Đó, cây lấy dấu bằng đồng nha, bằng đồng nguyên khối nha. Đó, sản xuất ra một cây như gì nè, bằng đồng nặng tay luôn á, nặng chịch tay luôn mà có 30 ngàn nè. Đó, mình ghi 35 nè, mình tính bán là 35, tại vì nó hàng nhập về chuyến này nó quá cao. Đó, thôi mình bán chứ có sao, mình bán giá 30 luôn đó anh em. Cây lấy dấu à, anh em tranh thủ mua ủng hộ mình ha. Còn bên đây là cái cầu chì nồi cơm nè anh em. Cầu chì nồi cơm điện nha, cầu chì về xứ nha. Đó, một túi như gì là 30 ngàn nha, một túi 10 cái cầu chì xứ. Đây, cầu chì nồi cơm. À, 10A. 10A ha. Đó, anh em coi coi 10A. Đó, anh em coi coi 185C ha. 10A 250W. Đó. Một bịch nó là 10 cái cầu chì xứ nồi cơm điện. Là giá nó là 30 ngàn, 30 ngàn nha anh em, cầu chì xứ nồi cơm điện 30 ngàn. Đó, còn cái này là công tắc nồi cơm nè anh em, công tắc nồi cơm này là giá 90 ngàn anh em, 90 ngàn nha. Đợt sau là công tắc này lên nha anh em, công tắc nồi cơm lỗ tốt này đợt sau lên 100 ngàn nha anh em, tranh thủ mua nha. 90 ngàn, hiện giờ 90 ngàn một chục cái, 9 ngàn công tắc nồi cơm đó. Đợt sau thì lên 100 ngàn. Hồi nãy mình giới thiệu mỗi hàng á anh em, mình quên giới thiệu chì hàng. Thì chì hàng ở đây á, là một túi 50g nè, chì Nhật nha, rất là nhẹ lửa nha anh em. Đó, tuy mình nhập về cổng to thì rất là nhẹ lửa luôn, 50g thì nó, thì chì to này mình còn được mớ nha anh em. Không phải chị to, chị nhuyễn gì cũng có hết trơn á. Mình cứ giao ngẫu nhiên cho anh em lên nha, mấy chị to lấy. Chị to còn có mớ à. To nhuyễn gì cũng chị Nhật hết trơn nha anh em. Đây là chị Nhật Bản nha anh em. Rất là nhẹ lửa, hàng bóng chì luôn. Hàng bóng dễ ăn mà nhẹ chảy nữa. 50g thì nó 70 ngàn, 100g thì nó là 140 ngàn. Đây, 100g nó 140 ngàn. Đó. Anh em nào lấy chì nhỏ thì mình lấy chì nhỏ ha. Chì này vừa hàng nè. Hồi nãy là mình giới thiệu cái cục chì nồi cơm. Đây là cái ổ cái nồi cơm nữa anh em. Đây, ổ cái nồi cơm này là một chục 100 ngàn nha anh em. Đó, có hàng tốt rồi nè anh em. Đó, chục 100 ngàn nha. Chục 100 ngàn. Ổ cái nâu nồi cơm, 3 chân. Đó. Còn bên đây là gúng nồi cơm nè anh em. Đây, gúng nồi cơm, gúng chân vàng nha, gúng chân vàng 145, có chỉ số 145, một chục nó giá 140 ha. Còn cái gúng sáp này cũng chục giá 140 luôn, đó, nó có lợp tiếng bọc xanh trên nè, đó. Gúng sáp thay nồi cơm điện sáp đó, còn cái công tắc nồi cơm nãy mình giới thiệu đó. Còn cái đây là cái nhông quạt B3, B4 nè, xài nhông này nè, hoặc treo, hoặc đứng, hoặc bàn, là xài một loại nhông này, đó, là một chục nó là 110 ngàn, là nhông B4, anh em cứ nói nhông B4 là được rồi. Còn cái nhông B5 là nó có thất dưới nè. Cái nhông B5 là nhông này là loại tốt nha anh em. Loại này nó có hai dòng trên nắp nè. Ốc vàng nè, hai dòng trên nắp nè. Anh em mua nhông anh em chú ý nha. Nhông B5 là nhông mình bán loại nhông này đó. Đích tán nè. Hai dòng trên nắp nè, một chục nó 200 ngàn, cái nó 20 ngàn, là nhông quạt B5. Đó. Đọc chú ý đây. Đó. Còn cái cuồng điện anh em, đây nè, sẵn ở đây mình giao cho khách còn cuồng đây nè.
Đây còn điện B446 Quốc Hưng này á, là giá nó là 85.000. Đó, 85.000 cuồng nha. Đó. Nè món ăn sung đỏ nè anh em. Còn tới mười mấy 20 cây là anh em cứ yên tâm mà xài ha. Kế tiếp ở đây là mình giới thiệu cái đám này, cái đi mình đưa lên trên anh em ơi. Thì đây là cái mũi khoan này, là cái mũi khoan ba bốn cạnh nè. Đây. Mũi khoan này là anh em khoan đa năng luôn. Đó. Anh em khoan vô gạch men rất là ngọt luôn nha. Khoan vô gạch men rất là ngọt luôn, mà đặc biệt có một cái là cái mũi khoan ở đây mình bán là anh em bắt vô máy bắn vít được luôn nè. Khoan đa năng luôn. Khoan sắt nè, khoan tường nè. Đặc biệt cái hồi nào giờ anh em không biết, nhiều anh em không biết, và nhiều anh em tao biết mình không nói nha, nhiều anh em không biết cái mũi khoan tường á, cái mũi khoan tường mà anh em đưa đi khoan sắt á rất là ok. Đó, mấy mũi khoan tường hồi đó đó, hồi xưa đó là anh em mài bén anh em khoan sắt là hết sảy luôn. Không sợ. Tại vì nó phá được tường mà sắt nhầm nhò gì. Đó. Tường mà nó còn không sợ lục nữa, sắt nhầm nhò gì. Đó. Mũi khoan này là đặc biệt có cái hiện giờ là nó cao cấp, nó khoan gạch một mũi 40.000. Đó, mũi bốn cạnh anh em muốn lấy đó là 8 ly. Còn cái này là 6 ly nè, hai cạnh nè. Đó. Hai cạnh nha, 6 ly nha. Đó, mũi khoan lệch tâm. Mũi khoan này nó chế lệch tâm nha anh em. Lệch tâm thành thử anh em khoan vô tường rất là nhẹ. Lệch tâm là nó làm bên nhiều bên ít đó. Nó kêu là mũi khoan lệch tâm đó. Là mũi này cũng 40.000, mũi 6 ly. Đó, hai loại đó. Còn đây là cái bộ để anh em mài gỗ, khoan mài gỗ. 5 cây. Đây nè, 5 cây khoan mài gỗ, phá gỗ nè, đó. Dũa mài gỗ đó nè, 5 cây dũa mài gỗ là 70.000. 5 cây mài gỗ to 70.000. Còn ở đây là cây cắt kiếm anh em. Cây cắt kiếm cắt gạch đa năng, đó mũi hợp kim, cây cắt kiếm cắt gạch đa năng là 1 cây 30.000. Đó. Thì mình giới thiệu cái top này đi nha. Anh em chú ý nha, anh em còn nhiều món đồ hay về đằng sau lắm anh em, hàng mới về nhiều lắm, nó về nhiều món lắm, mình gom lỡ mình mấy ấy đó anh em thấy không, hàng về nè đó, nó về nhiều món lắm. Đây là cái bộ khoan dũa, cái bộ khoan mài dũa đó, anh em gắn vô mấy khoan của mình rồi anh em mài dũa lả gì đó, anh em làm gì anh em làm, loại tốt 80.000 bộ nha anh em. 80.000 bộ. Đợt sau lên giá nha anh em, đợt sau lên giá nha, hàng đã đứt hàng rồi nha anh em. Anh em tranh thủ mua ha. Hàng đợt này nó còn có một đợt hàng à. Đó. Còn bên đây là cái lưỡi cắt xanh đa năng. Lưỡi cắt xanh đa năng cao cấp. Thì anh em cắt ton nè, cắt gạch nè. Đó, cắt nhôm nè, cắt gỗ nè, cắt tích tình tịch, cắt cái gì đó cắt. Một lưỡi cắt xanh đa năng này là 50.000 ha. Lưỡi cắt xanh này là 50.000. Còn cái bộ dũa 5 cây. Bộ dũa 5 cây hiện giờ cán to mình hết rồi anh em, còn cán nhỏ này. Đó, bộ dũa 5 cây, dũa nhuyễn nha, dũa hợp kim. Đó. Dũa nhuyễn tròn. Có cây tròn này nghe anh em, tròn này là anh em cây tròn này nè. Cây tròn thì anh em có thể anh em dũa lưỡi cưa máy được. Còn ba cạnh nè. Đó, cây này cây tròn nè, cây này là cây bốn cạnh nè. Đó, còn cây này là cây mo nè. Còn cây này cây bảng nè. Đó, một bộ dũa 5 cây. Dũa tay, anh em nói dũa tay nha, bộ dũa tay 5 cây 70.000. Đó, còn cái bộ này là bộ mũi khoan máy. À, mũi khoan dũa máy 80.000. Anh em nếu mà ghi vô to thì ghi cho kỹ nha, tại vì nó hay lầm lạc hay lộn đó. Còn cái bộ 10 cây. Cái bộ 10 cây á, là nó 140 nha anh em. Cái bộ nó có bộ 10 cây nha. Đây bộ 10 cây nè. Bộ 10 cây này là nó 140. Đó, 10 cây là đầy đủ cây cho anh em xài. Đó, tất cả đó. Nè anh em dòm nè. Rất là nhuyễn, rất là bệnh, rất là ăn luôn nha anh em. Còn bên đây là cái mũi mài. Mũi mài này để dành mình bán bên đây, mà tại vì mình để bên đây. Mũi mài kim cương. Mũi mài kim cương với mấy cái bộ đá đó là mình bán theo cái thằng
theo cái thằng máy mài khuôn mini này nè anh em, theo máy mài khuôn mini này nè, một bộ mũi mài kim cương này là nó 90.000 anh em, 90.000 bộ 10 mũi mài kim cương đó. Còn cái cây bộ nhíp 3 cây đây, bộ nhíp 3 cây này là nó 30.000. Còn cái bộ nhíp cái nhíp một cây này á, là nó 30.000. Nhíp một cây này thì nó bự hơn mà nó có găng đó. Nhíp một cây này nó 30.000 anh em đó, có găng nha. Anh em mua loại nào thì nói mình loại đó ha. Đó, thì nó trong ra trong đây là nó vậy đó, hàng mới về mấy cái này nó rất là nhiều. Rồi kế tiếp mình giới thiệu cái này. Cái này là cái đầu mà anh em để vô, anh em kẹp vô cái máy khoan á, gắn qua máy khoan ra thành máy mài, thì anh em kẹp máy khoan vô, rồi anh em gắn hai cặp bánh đá này vô, nó có hai cây xiếc nè đó, gắn vô cái lưỡi máy mài máy cắt mình luôn đó, máy cắt lưỡi cắt đó, là anh em kẹp vô cái máy khoan của mình là anh em mài cắt thoải mái đó, anh em chế mài cắt thoải mái luôn, là một cái bộ máy khoan thành máy mài, máy khoan cầm tay mình, máy khoan lớn mình đó nha, máy khoan thành máy mài là 50.000 bộ, anh em cứ nói vậy đi, cái bộ máy khoan thành máy mài. Còn cái này là cái đầu khoan mà anh em, đầu khoan nè anh em gắn vô máy bắn vít đúng không đó, máy bắn vít của mình đó, máy bắn vít của mình nó có cái đầu gắn đó, đầu lục giác đó, thì anh em gắn vô nha. Một cái đầu khoan này là 10 ly, đầu khoan gắn vô máy bắn vít là nó có cây mở luôn, là giá 90.000 một đầu đó. Hình như nó còn có đầu, một hai đầu gì trời. Nó còn có đầu anh em ơi, cái này nó còn có đầu một à, hai đầu gì đó, hai ba đầu gì đó. Anh em cứ mua đi ha, mình có hàng à, anh em yên tâm. Còn bên đây á, bên đây để mình giới thiệu sau, tại vì bên đây là cái mảng bên đây nó khác, mảng bên đây nó nằm bên dòng cái motor này ha, mình giới thiệu cái này rồi thôi, rồi tới cái khác. Còn bên đây là cái bộ này nè anh em, cái bộ này là cái bộ mũi mài hợp kim, anh em cứ nói mũi mài hợp kim đi là biết à, tại vì không khỏi nói dòng do mũi mài hợp kim đi, là bộ mũi mài hợp kim, một bộ nó 10 mũi nó 180.000 bộ, loại xịn cao cấp, loại này là siêu bén đó, 180.000 đây, một bộ nó 10 mũi nha, loại xịn nha, chứ không phải loại tàu lao nha. Đây thì cái đầu này nó có 3 ly à, anh em gắn vô mấy cái máy mài khuôn mini vẫn xài được, anh em gắn vô máy phan mình vẫn phai vẫn mài được luôn đó, rất là dễ luôn, tại vì mấy máy mài khuôn mini mà loại được xài điện 220 á, anh em xài là hết sỉ luôn đó, rất là bén. Một cái đầu như vậy á là anh em mua lẻ nó mắc lắm, chứ còn nguyên bộ này mình bán có 10 mũi có 180.000 rất là ngợi luôn đó, bén dữ lắm nha anh em, thép cao cấp nha, khứa khứa hồi đứt tay á, bộ 180.000, bộ mũi mài 10 mũi hợp kim 180.000, mài khoan dũa gì đó làm 180.000 bộ. Anh em nói cái giá tiền là mình biết, là biết cái món đồ đó mình bán nè. Còn bên đây là máy mài khuôn mini. Máy mài khuôn mini một cái như gì là giá nó 180.000, hàng mới về rất là nhiều. Đó. 180.000 nó xài 12V xài thẳng luôn. Rất là tiện cho anh em gần xa để xài. Đó. Đây, để mình giờ cái này cái mình ghim điện mình test cho anh em xem luôn. Bán mình test cho anh em xem thử luôn coi nó chạy như thế nào ha. Thì nói chung ra là nó là ok nhất đó anh em. Mình nói chung ra mình bán những cái dòng máy mài mà những cái dòng máy mài mà anh em xài pin xài đồ đó, sạc pin rồi đó, thì nó không có bằng, sạc là xài chút xíu nó hết pin rồi, nó cực hết, nó cực lắm. Còn cái này là anh em ghim thẳng anh em xài luôn. Đây nó có 27 món nha, nó có mũi khoan nè, lưỡi cắt nè, đá mài đồ tùm lum hết trơn này, rất là ngợi luôn á. Đó là lưỡi đánh bóng nè, rồi đầu đồng, mấy đầu đồng này là anh em thay thế nè đó. Đây thì nó chạy 12V nha anh em. Đấy, cái đầu này là anh em bóp để anh em dặn cái này ra nè, anh em dặn tay ra, anh em thay cái đầu đồng vô là anh em thay mấy cái cây lớn anh em xài đó. Thì cái này là anh em ghim vô 12V, anh em ghim vô 220 đây, thì
thì anh em ghim vô vậy nha. Thì anh em ghim vô thẳng anh em xài. Dây này tương đối dài anh em. Dây này tương đối dài á. Đây thì nói gì thấy không? Khỏi chê anh em, rất là tiện để cho anh em mài những cái món đồ nhỏ lặt vặt đồ ha, hoặc là mài khoan cắt đồ đó. Đó là hồi nãy mình nói cái vụ mà cái bộ mũi mài kim cương đó với cái bộ 10 cái mũi đá 50.000 ở trong kia mình giới thiệu mấy chuyến trước đó, là nó cũng xài cho cái thằng này nè. Đó, anh em muốn mua thêm thì mua, 10 mũi mài kim cương thì mua ha. Mấy cái đó là mình mài mấy cái dao kéo hoặc là mấy cái đá kìm cắt móng tay rồi đó, đưa vô xài hết sảy luôn. Còn ở đây á là motor. Motor này á là motor 1200 vòng. 12.000 vòng, 12.000 vòng nha. Một cái này là 120k. Đó. Motor này á là một cái 220k. Thì hiện giờ mình có về cái vụ mà mấy cái này nè, mấy cái đồ kẹp này nè, giá đỡ này nè. Đó, một cái giá đỡ như gì là 35k ha. Đó, để cho anh em gắn vô. Anh em gắn vô ha, thì gắn vô nó hình thức nó như vậy. Về anh em lấy hang ốc nhỏ, hang này ốc cục thôi nha, anh em gắn vô. Đó, siết vô. Rồi á, anh em chế. Đó, này anh em cố định xuống dưới nè, anh em cố định xuống dán rồi ha, là cái bàn gì đó rồi anh em hãy dặn cái motor vô ha. Rồi cái này là mình bán riêng nè nha. Cái đầu á, dụ như anh em muốn qua thành đá mài đó, đá mài thì nó có hai ốc ký đây nè, hai ốc lục giác hai bên nè đó, lỗ 5 ly đó, đầu đá mài thì một cái đầu đá mài như vậy á, là giá nó 55.000 nha. Đây đầu bánh đá mài, đầu bánh đá mài là 55.000 một đầu đó, một bộ bánh đá mài lỗ 5 ly xài cho motor 775 đó, lỗ 5 ly xài cho đá mài, chế cho đá mài đó. Còn anh em muốn không chế cho đá mài thì anh em chế cho khoan đó, cũng lỗ 5 ly luôn, lỗ 5 ly luôn mà anh em không đút sao được, tại vì sao cốt nó cục quá không đút sao được đó, khoan lỗ 5 ly đó. Còn anh em á, anh em muốn chế cái khác nữa thì anh em xài cái này, cái đầu này đó, lỗ 5 ly, lỗ 5 ly mà khoan được 10 ly luôn. Đó, khoan được 10 ly luôn mà cái đầu khoan 10 ly lỗ 5 ly này ra motor xài cho motor 775 á là 95.000. Đầu khoan 10 ly xài cho motor 775 lỗ 5 ly 95.000. Là cái này nè, cái đầu khoan này là anh em nên xài cái công suất lớn. Công suất lớn này là làm 18.000 vòng là 140.000 cái. Đó, 12V không nha anh em, ở đây là mình bán 12V không. Nhưng mà mấy cái này, cái 120.000 này á thì anh em có thể mua điều tốc 12V hồi nãy mình giới thiệu mình để vô được ha. Còn cái 18.000 vòng này là anh em không có xài điều tốc được. Xài điều tốc cháy điều tốc chân. Nó mạnh á. Tại vì nó cao cấp hơn. Chỉ anh em xài thẳng thôi, chế xài thẳng anh em xài, chế anh em làm cái bàn mài hay cái bàn cắt cái gì đó. Đó, anh em chế vô cái bắt đầu là anh em chế miếng dán vô, anh em làm lưỡi cưa, lưỡi cắt gạch, cắt bàn gì đó anh em làm. Rất là ok, nó y gan gì luôn. Đó. Nó y gan hồi nãy mình để luôn. Đó. Còn cái giá này thì nó giá gì ha? Cái giá thì nó giá nó 35.000. Còn cái đầu này thì nó 55.000. Đó, đầu bánh nó mài nè, đó. Thì mình giới thiệu cho anh em vậy đó. Còn cái motor này là 120.000. Còn anh em muốn xài motor cao cấp hơn, anh em motor này thì anh em điều tốc được. Mua cái điều tốc 3 dây là anh em xài được rồi ha, hoặc là cái điều tốc 8A là anh em xài được rồi. Điều tốc 3 dây á 50.000. Còn cái 18.000 vòng này là anh em không có mua điều tốc anh em xài được, tại vì cái 18.000 vòng này nó chạy rất là mạnh, xài cho công suất lớn. Công suất lớn là anh em chế cho mấy cái đầu khoan này nè ha, là mấy cái đầu cắt này vẫn được nè ha. Đầu cắt thì 55.000, đầu khoan thì 95.000. Tại vì anh em biết không, cái đầu khoan này là đầu khoan sắt nè, lỗ 5 ly rồi ha, nên nó hơi mắc hơn. Còn cái đầu khoan mini này á, là 50.000 ha, bát thì 35.000. Còn máy hút rượu nữa anh em,
máy hút rượu một cái là nó 80.000 nha. Đó, máy hút rượu nghe, nó có cái cây nè. Giờ anh em dắt vô. Dắt vô đây ha. Dắt vô đây rồi cái để em gỡ ra luôn cho anh em xem. Thì trong cái máy nó gồm nó có cái lỗ này nè. Về anh em ví dụ như anh em có cái anh em để vô. Anh em xài cọng dây silicon này, anh em xài bao nhiêu thì anh em cắt bao nhiêu ha. Đó, cọng dây silicon nó cho silicon này nó cho anh em là 5-6 tấc gì đó. Thì anh em nhét vô đây nè. Nhét vô đây. Đó, anh em nhét vô cho nó đều ha. Vô rồi cái anh em gắn cái này vô. Đó, cái ống này nè. Anh em gắn vô đây. Gắn vô xé vô cái rồi à đó, nó hít vô nó hít à. Đó, thì khi anh em bật bơm thì nó chạy ra ngoài nè. Bật vô nó bơm ha, nó hít nè. Đó, thấy không? Máy hút rượu nha anh em, máy bơm hút rượu nha, hút rượu anh em muốn hút rượu, hút rượu, còn anh em muốn hút cái gì đó anh em hút, hút nước mắm, nước tương anh em chiết nước mắm, nước tương rồi được hết trơn toàn bộ nha. Đó, xài hết pin thì anh em nó cho anh em cái cáp sạc, ví dụ như anh em có mấy cái máy điện thoại Samsung á, cái cáp sạc này nè. Thì anh em ghim vô anh em sạc luôn cũng được. Sạc chừng tiếng hồ là anh em xài rồi, còn không mấy thì nó cho cáp sạc dây dởm này nè, anh em ấy cũng nhà anh em có thì anh em sạc cũng được, có gì chứ. Sạc đầy thì anh em xài, bơm tiếp thoải mái, cái máy hút rượu gì là giá 80.000. Mua mấy cái cũng có cho anh em, còn được mấy chục cái. Bên đây là keo ấy, bên đây là gòn quạt. Nỉ này là một bịch 20 miếng nỉ anh em, 10.000. 20 miếng nỉ nha, nỉ dầu, nỉ để chim đóng bà quạt vô bông mai đó. Còn gòn trắng này là một bịch 10.000. Gòn đen bịch 10.000 ha, gòn đen mềm chống gian cốt, gòn trắng là chạy bóng, cũng như anh em chiên cái gòn này nó mặt trong thì cái gòn trắng nó mặt sát cái bạc đó, là hai này là nó chuẩn rồi. Còn cái gòn đỏ thì mình thấy nó nhám quá nên thử ra, với lại nó hiện giờ hàng nó bà hồi có bà hồi không nên thành thử ra mình ghét mình không lấy mình bán. Cái gòn đỏ thì nó thấm dầu thôi đó. Gòn đen gòn trắng anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Còn bên đây là keo AB nè anh em, keo AB này là nó cũng như keo hàng sắt thép nha anh em. Đó, anh em thấy không, nó để cái hình nhông máy nè, khi nhông nó bể anh em dán được luôn. Đó, thì nó dán cũng như keo hàng sắt thép vậy á. Anh em mua một cái tiếp keo AB này về. Đây, để mình lấy cái nào mình gỡ cho anh em xem nó có sắt ra. Nào chưa dán keo. Trong đây nó có hai tiếp keo. Đây, keo AB này trong đây nó có hai tiếp keo. Đó, hai tiếp keo hai hỗn hợp. A và B đó, về anh em xài anh em cứ bóp ra đều. Anh em trước khi anh em chám chét bất cứ giống gì, hàng sắt thép gì không cần biết, được hết trơn toàn bộ, giữ cứng nha, siêu keo này keo cứng nha. Thì anh em cứ làm sạch cái bể đi rồi anh em bóp ra, anh em hai hỗn hợp cho đều nhau rồi vô một bãi gì anh em trộn lại, vừa trộn đều hết trơn, hai hỗn hợp cho đều thiệt đều, có anh em chét lên, anh em chét lên cái bể anh em muốn cần chét đó, là hai tiếp này nó là 100g đó anh em. Hai tiếp keo AB này nó 100g đó, là giá nó là 60.000. Đó. Anh em cứ nói bán một hộp keo AB là nó 60.000 nha. Khỏi nói hai tiếp gì trơn á, một hộp là nó 60.000 đó. Một hộp đó về anh em trộn lại, anh em đổ ra anh em trộn. Còn cái keo đa năng Nhật Bản nè. Keo đa năng Nhật Bản này là keo này là keo chậm khô mà nó dán đa năng. Nó dán đa năng, nó dán cây, nó dán gỗ, nó dán mỹ nghệ, nó dán các đồ dùng gia dụng. Đó, dán chống dột là siêu đẳng luôn, dưới nứt kẻ tường rồi đó, là anh em chám cái kẻ tường đó bị nứt á là cũng ok. Đó, dán cây, dán gỗ, dán giá đỡ, nhưng mà anh em dán vô á rồi anh em cứ để, nhiều anh em không biết xài nha, nhiều chú người ta xài nhiều đợt luôn, người ta mua một đợt á 10 hộp 20 hộp người ta xài rồi người ta mua nữa. Keo đa năng Nhật Bản này là một tiếp nó 60g mà một tiếp nó 30.000 nha anh em, 30.000 một tiếp đó. Anh em mua một đơn nào là từ 400k đến lên mình mới bao ship nha anh em. Còn dưới 400k thì anh em tự trả phí ship rồi 30-32.000 đó. Một tiếp 60g. Keo thì nói chung ra thì anh em dặn ra ha. Anh em chích vô là anh em xài ha. Ở đây nói chung ra là mình làm mấy cái hộp điều tóc rồi đó. Mấy cái hộp điều tóc để hồi mình giới thiệu tới nó là anh em biết à, mình nói là anh em biết à. Mình làm hộp điều tóc là mình dán nó không đó, mình xài sử dụng nó không đó. 30.000 tiếp nha anh em.
Rồi kế tiếp bên đây là kéo cán cam nha anh em. Kéo cán cam. Kéo cán cam này là hiện giờ đó là một còn một gỗ cuối cùng này. Không còn hàng nữa, nó không còn sản xuất nữa. Đứt hàng luôn rồi. Mình kêu là kéo cán cam đó anh em. Thì kéo nó như vậy. Kéo rất là đẹp. Kéo này là nó vừa tay để cho anh em kéo lớn nha. Đó, vừa tay để cho anh em cắt ton, cắt thiết, cắt những cái đồ gia dụng là hết sảy luôn. Rất là dày. Một cây 55.000 anh em. Tranh thủ mua nha. Anh em nào có tận dụng thì có cần xài thì tranh thủ mua. Đó, một cây 55.000. Hết hàng anh em. Bà mình bán hết cái gỗ này là 20 cây này là không còn hàng nữa nha. Hiện giờ hết hàng luôn. Đứt hàng luôn. Nó không còn sản xuất nữa. Tại vì cái người bán người ta nó không còn sản xuất nữa. Rồi bây giờ kế tiếp nha anh em. Kế tiếp là tới cái đồ đóng chế bật đạn. Đây là mình còn đây là hai thanh cuối cùng. Hai thanh này là anh em gắn thẳng vô cái đá mài. Một thanh 60.000. Đó thì ví dụ như cái đầu đá mài nè. Đó đầu này là anh em gắn bánh đá vô nè, bánh đá mài nè ha. Thì mình bỏ cái đầu bánh đá mài ra của cái máy mình á, cái máy mài cầm tay mình á, thì anh em dặn vô đó, anh em dặn vô là anh em mài dưới sâu á, mài thao mài chậu đồ được luôn đó, là mài bánh nhám bánh đồ đó, làm cây 60.000 thanh nối máy mài nha, cây 60.000. Còn cái tiếp này là cái tiếp đóng mặt đạn. Tiếp đóng mặt đạn ở đây mình sản xuất đó. Tiếp này là bằng sắt nha anh em, bằng sắt ấy nha. Đó nó rất là vừa vô cây cốt luôn, vừa vô cây cốt để cho anh em đóng chế bật đạn, 608 để cho anh em đóng sửa quạt á, đó, đóng ra đóng vô. Ví dụ như cái bật đạn nó nằm ở trong cây cốt đúng không? Anh em muốn đóng ra thì anh em nè, thọt nè, thấy không? Vừa nè không? Nó vừa chám vô cái bật đạn 608 mình luôn, đó, không có đụng vô cái nòng. Còn ví dụ như bự hơn nó sẽ đụng vô cái nòng bật đạn, đó. Ví dụ như cái bật đạn nó gì? Đó, anh em bự hơn thì anh em đóng sẽ nó sẽ đụng vô cái nòng đó. Mà đặc biệt có một cái á, cái cây tiếp đóng mặt đạn này á, là khi nó nằm ở trong cây cốt. Cái này là cây cốt nghe, cây cốt quạt nghe, không phải là mình bán có cái cây này nghe anh em, nhiều anh em hiểu lầm. Đây nè, ví dụ như cái cốt quạt của anh em nó nằm ở trong đây đúng không, cái mặt đạn nó nằm ở trong luôn. Bật đạn nó nằm ở trong luôn, thấy không? Thì cái cây tiếp này á, là mình đặt á, công ty nó sản xuất cho mình á, nó đem về á, nó bán cho mình á. Thì á, nó vừa vô cái lỗ này mà nó vừa để cho mình đóng luôn. Đó, vừa đóng luôn, vừa lỏng luôn nè, thấy không? Đó, vừa đóng vô để mình đóng ra ngoài luôn, đóng trong cái quạt đóng ra luôn đó. Nhiều khi anh em dở ra dở vô, anh em gắp bật đạn, anh em dở vô dở ra đó là cần cái tiếp này. Đó. Này thấy không, một tiếp 60.000, tiếp đóng chế đóng mặt đạn 60.000 tiếp. Rồi còn mấy cái bật đạn ép đóng sơ mi sẵn nè, đôi bật đạn đóng sơ mi nhôm sẵn nè đó, một đôi bật đạn KK, bật đạn Nhật đó, đóng sơ mi nhôm sẵn một đôi như vậy là anh em về anh em đóng vô chế một cây quạt anh em xài đó là 45.000 bật đạn này. Anh em mua mấy đôi đó mình mấy đôi nha. Sơ mi nhôm nha. Còn bật đạn Nhật. Bật đạn KK mà đóng sơ mi nhựa. Đâu rồi? Bật đạn KK mà đóng sơ mi nhựa thì nó 32.000 anh em. Đâu rồi? Bật đạn KK này nè mà đóng vô sơ mi nhựa. Đóng vô cái sơ mi nhựa này là một cặp 32.000. Còn cái cặp này là 25.000 nè. Cặp này đóng bật đạn OCO. Đó. Còn cái này mà cặp bật đạn này mà đóng cặp bật đạn đỏ đó là nó 32.000 nha. Là sơ mi nhựa. Còn sơ mi nhôm thì nó 45.000. Còn bên đây là cái bộ ốp bật thao nha anh em. Ốp bật thao. Một bộ như vậy nè, là anh em về là nó lắp ép bật thao sẵn gì nè. Đó. Ép bật thao sẵn như vậy nè là một bộ nó như gì là mình bán nó giá 25.000 bộ.
Vậy anh em chỉ cần vô dầu với thay cái cốt là anh em gáp vô cái quạt là xài, khỏi cần thay bạc thay gì. Anh em nào tay ngang đó, bộ ốp bạc thao là 25.000 bộ nha. Đó, còn cái bộ ốp nhôm đây, bộ ốp nhôm không này, bộ ốp nhôm không này là một bộ nó 25.000 nữa nè. Ốp nhôm này là để cho anh em về anh em đóng chế quạt, chế bật đạn nè. Đó, còn bộ ốp mà đóng bật đạn như gì là 60.000 bộ. Bộ ốp đóng bật đạn sẵn gì là 60.000 bộ. Đó, 60 là semi nhựa nha. À, 60.000 bộ. Đó, về là anh em chỉ cần anh em lắp vô cây quạt của anh em là anh em gắn vô là anh em xài bật đạn luôn. Đó, 60.000 bộ. Còn anh em mà muốn xài qua bật đạn KEK thì anh em nói mình thì nó mắc hơn chút xíu. Còn rất là dễ làm anh em. Còn còn bên đây, để mình giới thiệu cái này cái đi rồi hả tới mảng này cái đi rồi hả tới cái mấy cái này. Còn cái ốp bạc đạn đóng semi nhôm này cũng 60.000 bộ. Đó, anh em muốn lấy semi nhôm thì lấy. Còn cái này là bộ ốp 628, bộ ốp 628 nha anh em. Bộ ốp 628 nó không có xài semi. Bộ ốp này nó đổ luôn, nó đổ không xài semi, cũng như cái quạt kim vậy nè. Một bộ như vậy là giá 50.000 bộ. Bộ ốp 628 nó rất là vừa vô cái bạc đạn, như là cái quạt xịn, như cái quạt xịn mà cái quạt hãng nha. Nó chuẩn con cái. Đây, ở đây thì mình bán bạc đạn Nhật nha anh em, bạc đạn Nhật với bạc đạn Oco. Đây thì bạc đạn Oco là bạc đạn này, Oco nè, Oco 628 này là một cây nó là 120.000. Đó, 120.000 cây nha Oco. Thì anh em muốn mua bạc đạn KEK là bạc đạn Nhật đó, ga băng đó nè, ga băng 628. Đó, 628 nha, là một cây nó là 10 cái là đóng anh em làm được 5 cây quạt. Đó, là về là anh em chỉ cần là anh em đó, nó rất là vừa luôn. Đó, rất vừa nghe anh em, chút ra chút vô được luôn nha. Nó làm rất là chuẩn. Đó, còn ví dụ như á, ví dụ như những anh em nào mà thợ á, những anh em thợ á còn muốn làm cho nó chuẩn luôn á, nó chuẩn thiệt chuẩn luôn á, thì anh em thợ thì nói chung ra để vô vậy là anh em về là tại vì cái bật đạn của mình bát rất là bót vô cái cốt ha. Rồi á, anh em về anh em chỉ cần là canh thôi, canh hai cái ống canh vô là anh em xài, canh hai cái ống canh anh em gáp vô, anh em xiết vô nó vừa là anh em xài chất lượng luôn, tay ngang vẫn xài được bình thường. Đó, bật đạn thì 150.000 chục ha. Còn ví dụ như là anh em nào mà muốn ấy thì anh em tu nó lên cái, tu nó đựng cho bật đạn rớt ra thì anh em chắn bông tu á, bông tu tròn á, anh em chỉ chắn vô giữa cái thịt nè, anh em chắn ba cạnh được rồi là giữ nó nở ra, nó giữ bật đạn lại thôi. Đó, bật đạn riêng, ốp riêng nha anh em. Đó, bật đạn 628 rất là dễ gáp luôn anh em. Đó, ăn thua anh em canh đóng canh nó vừa, anh em xiết vô, khi xiết vô hai cái ốp nè, hai cái ống canh nó vừa đụng luôn, vừa tới luôn, đó là chất lượng, đó là xài một bộ nó 50.000. còn bật đạn thì cái nó 15.000 chục, nó 150 là bên phụ phận 628. Rồi kế tiếp anh em ơi, thì mình giới thiệu lộn xộn vậy đó, anh em cứ coi chú ý giùm mình ha. Bên cái mảng quạt bây giờ mình qua cái này cái đi, hết trở lên mảng quạt cái nữa. Thì đây là ổ cắm siêu tải 6 lỗ 6.000W. 6 lỗ 6.000W nha. Một cái như vậy là giá nó là 90.000. Đây, ổ cắm siêu tải 6 lỗ 6.000W. 90.000 ổ. Rất là nặng luôn, ok luôn. Đó, ổ này anh em dắt được nè ha. Nè, siêu tải nè. Anh em mua một ổ, mua một lần mà anh em xài một đời. Ở trong đó, anh em biết sao nó xài lâu xài bền không? Xài bền hơn ta không? Ở trong nó bằng sứ. Sứ này là chống chảy nè, chống chảy chống cháy. Ổ giá 90.000. Đó, còn cái ổ này là cái ổ cắm xe cán không bể nè. Ổ này là 55.000 ổ. 55.000 ổ nè, ổ cắm siêu cứng. Đó, ổ cắm đút nha. Thì về anh em dặn ra. Đó, thì nó gì nè. Đó, về anh em dặn ra ha. Trước khi dặn ra mình quên cái vụ này hoài nha anh em, mình có xài mình quên. Trước khi dặn ra anh em lọn dây vô đây trước ha. Đó, rồi anh em lọn dây vô rồi anh em mới tước dây ra.
rồi anh em mới thọt vô đó, xiết cái này xuống, tước dây ra, rồi anh em thả hai ống hai bên nè, hai ống hai bên nè, rồi anh em thọt dây vô, rồi anh em xiết vô, anh em xài. Ổ cắm đút siêu cứng nha, xe cán không bể nha, ổ cắm này 55.000 ổ đó, ổ cắm đút siêu cứng đó. Còn mấy cái chui siêu tải này là 15.000 chui nè anh em, chui đực chui cái gì cũng 15.000 nha. Siêu tải 6000W nè, mình giới thiệu nãy giờ đó, đợt trước á đó. Đó, còn nó là ổ cắm này nè, ổ cắm nó 90.000 mà anh em xài dây này nè, anh em bắt ổ nè hết sảy nè, dây này là dây 5m, 5m xịn, nó có chui sẵn luôn nè ha, về anh em gắn vô 90.000, cộng dây 5m 90.000 nha, cái ổ siêu tải cũng 90.000. Mà cái cục này nè anh em, cái cục này nè nó nằm ở trong cái ổ á, anh em dặn ra, khi anh em dặn ra là nó nằm trong nè đó. Còn cái dây dây phan 3m tốt á, dây phan 3m tốt này chui dẹp ngay, đặc biệt nó là chui dẹp, ở trong nó là dây trắng với dây vàng. Dây phan 3m tốt này đặc biệt nó là chui dẹp nha, không có chui tròn nha, chui tròn là sai đó, không đúng của cái hàng mình bán nha, là 35.000 cộng đó, 35.000 cộng. Còn cái dây tròn này là 28.000 cộng 3m, 3m dây tròn này là 28.000, dây cũng tốt luôn, dày gan vậy luôn, 28.000. Còn dây 3m quạt là một chục giá 90.000 anh em, dây quạt 3m đó là một chục giá 90.000 nha. Chui nhôm, dây thì dây đồng, 3m chục 90.000. Còn đây là kéo tuốt dây điện anh em, kéo tuốt dây điện này là 90.000 cây anh em, kéo tuốt dây điện xanh nha, 90.000 cây, tuốt dây điện luôn, tuốt dây điện đủ lỗ, vừa cắt kiển được luôn, cắt kiển được luôn, gọt dây điện được luôn ha, có lưỡi gọt luôn nè, cắt kiển được luôn, 90.000 cây, kéo tuốt dây điện. Ở đây mình còn sót một cái tiếp keo AB trong nha anh em, anh em nào mua mình bán tiếp keo AB trong này là 50.000 anh em, bán rẻ cho anh em luôn nha, keo AB trong nha, keo gắn cứng nha, hai hỗn hợp trộn lại là cứng đó, keo AB trong, anh em dặn ra, anh em bóp ra là anh em trộn lại 50.000, keo AB trong. Còn bên đây là cái cây bộ dao điêu khắc nha anh em, bộ dao điêu khắc cán gỗ đó, lưỡi nào bén dữ lắm anh em ơi, bộ 80.000 anh em, bộ dao điêu khắc cán gỗ nha, siêu bén luôn. Cái này là anh em khỏi chê, đây mình có xả ra sẵn cho anh em xem nè, bộ nó 10 cây nha anh em, 10 cây rất là bén luôn. Anh em thấy không, đây rất là bén. Ây da, nè nó ngọt ngay luôn anh em, thấy không đó. Nó ngọt ngay luôn anh em ơi, nè nè đủ mũi luôn nha, bộ nó đủ mũi luôn nè, thép rất là cứng luôn, nên bẻ không được đâu, bẻ không gãy đâu. Tám chục ngàn bộ thì này mình xả ra hai ba bộ, hai bộ gì lận nè anh em, thấy không rất là bén. Những anh em trước người ta có mua, người ta xài rồi ta biết rất là bén luôn. Bộ dao điêu khắc cán gỗ nha. Rồi bên đây là nó bộ này nè, cái này nè anh em, mình để lâu quá mình không có quảng cáo, mình bán nói chung ra nó nằm ở phức xa quá mình không quảng cáo, làm biến kéo lộ quảng cáo anh em. Đây là một bộ, để mình lấy bộ ra cho anh em xem, một bộ nó gồm nó có hai cái gài ha, lớn nó có hai cái gài và hai cái chân đó, bốn bánh lớn nè, để anh lấy bốn bánh lớn ra giữ bốn bánh nhỏ luôn. Đây bánh xe này là bánh xe xịn nha anh em. Một bộ lớn đó, nó gồm có hai cái gài, khi anh em gài xuống là nó chết luôn nha, nó chết luôn cái dĩa này luôn đó, nó chết luôn cái dĩa xay luôn đó. Bánh xe này nó bật đạn toàn bộ đó, bật đạn bên đây và bật đạn bên đây ha. Bánh này là bánh bánh cứng nhu luôn á đó.
một bộ nó gồm có hai cái gài nè, đó, hai cái gài và hai cái chân, hai cái chân này nó xây nha. Đó, để cho anh em gắn vô mấy cái tủ bàn ghế rồi đó. Bộ lớn này là 160. Còn cái bộ nhỏ này đó là 120. 120 nha anh em. Hình như mình bán mình nhớ vậy đó là 160 với 120 nào giờ đó. Nè bạc đạn đó nè anh em thấy không? Đó, rất là khít nha, rất là chỉnh nha, bánh xe nè, bánh xe tốt nha. Bộ nhỏ nó cũng hai cái gài và hai cái chân. Nói chung ra là cái tủ nếu mà cái tủ thờ đó ha anh em. Cái tủ thờ đó, cái tủ thờ lớn của mình đó ha, nếu mà anh em gắn bánh xe, bộ bánh xe nhỏ này là về chất lượng nè. Còn cái bộ lớn này á, cái bộ lớn này là mình gắn cái tủ mình đẩy đi được luôn á, dưới hoặc là một cái liêu quăng, cái liêu quăng mà cái giường mà để mình ngồi á là một cái sức chịu đựng này, là một cái bánh này là trên 50 kg. Trên 50 kg. Còn cái này là 50 kg rồi nè. Đó, 50 kg khỏi ghe luôn á, một cái bánh á. Bộ nhỏ thì nó 120 ha, bộ lớn 160 nha, bộ bánh xe. Đó. Tại vì mình muốn moi giới thiệu nó đặng mình để đồ vô cho nó gọn anh em ơi. Rồi kế tiếp anh em ơi, đây là cái cây cưa sứa nha. Cây cưa sứa. Cây cưa sứa mini này là của Nhật nha anh em. Đó, nó đi gân ngược nha, gân ngược là cây của Nhật là lúc nào nó cũng gịch ngược trở lại đó, nó gịch ngược trở lại nó mới ăn, còn cái đẩy tới thì nó không ăn bằng cái gịch ngược nha, như cái cưa mình vậy. Cưa này là anh em lọng anh em đồ thoải mái luôn, với anh em cắt kiển, cắt cây kiển là thoải mái luôn, nó gịch ngược nha anh em. Đó. Rất là bén luôn mà rất là dày. Đó, mình cưa rất là dày. Đó, khỏi sợ mà anh em xài nó cong hay là dẹo rồi ha, thép rất chất lượng luôn, thép trắng luôn, cây 25.000. Anh em có mua sẵn tiện đồ, ta mua về cây ta xài ha. Trong nhà vườn rồi đó anh em, muốn cây chơi kiển, tỉa kiển, cắt kiển rồi đó là nó là vườn ngon lành luôn. Đó. Còn cái này là cái cây cây kiềm tuốt dây. Kiềm tuốt dây này là 140.000 một cây nha anh em, tuốt dây nè, bấm cót được luôn nè. Đó. Tuốt dây nha. Bấm cót được luôn, cây 140.000. Này mình giới thiệu hoài à. Còn cái cây cái kiềm này. Cái kiềm này anh em coi kêu coi như là kiềm công lực đi. Kiềm này là 8 inch nè. Kiềm cắt nha. Anh em cứ nói kiềm cắt đi. Kiềm cắt 8 inch. Kiềm này bán có giá có 50 ngàn à. Sắt CLV. Rất là cứng luôn. Đó. Cái này là nói chung ra là nó dày mà nó làm cái mỏ ngộ lắm. Nè thấy không? Đó. Mỏ ngộ lắm nha. Nè cái mỏ này là anh em cắt chất lượng luôn. Đó. Cái cây kiềm này ha, bao anh em ha, anh em để vô căm xe đạp, căm xe ra, anh em bóp vô cái gọi là cái bọc liền, đứt liền. Đó, lưới bê bự là anh em bóp là nhẹ te luôn. Kiềm 8 inch đặng cây 50 ngàn. Sắt CLV rất cứng luôn. Còn bên đây nè anh em, một hộp trong đó đó anh em. Mà vít hai đầu hai loại. Vít hai đầu hai loại ha, đây là vít vít hai đầu hai loại, một đầu ba ke, một đầu vít dẹp nha. Hai đầu lẫn anh em rút ra là hai đầu nha. Một cây là hai tấc đó, vít ba hai đầu dài, đây là vít cờ Mỹ nha. Vít cờ Mỹ nha, đó. Một cây 45.000, đó, dài hai tấc nha. Cái thanh này là dài hai tấc một gang tay mình nè. Hai tấc, đó, vít hai đầu. Cán cờ Mỹ nha. Đó. Một cây 45.000, cây này cũng vậy, cây này có Kabushi. Cây này của Kabushi nha. Đó, Kabushi. 45.000 cây. Anh em muốn lấy cây nào lấy, ba ke thì nó có thứ một à. À, vít hai đầu này nó có thứ một à. Đây. Ba ke. À, vít dẹp. Đó. Vít ba ke hai đầu ha. Đó. À, nó còn nhiều lắm nha anh em, còn điều tóc rồi tùm lum dân nha anh em. Đó, còn điều tóc nè, điều tóc tùm lum dân á để giới thiệu tới. Đây là cổ quạt nha, cổ quạt đứng, cổ quạt bàn. Cổ quạt treo. Cổ quạt bàn với cổ quạt treo nha, cổ quạt bàn đứng là xài loại cổ, cổ treo nữa. Đó là đây là cổ treo nè. Cổ treo là cái ngạch này nó nằm đằng sau nha, đặng mình treo lên tường anh bẻ xuống á. Còn cái cổ này cổ bằng đứng nè, đó cổ bằng đứng cái ngạch nó nằm dưới ha. Đồng giá một chục giá 70.000, cổ bàn với cổ đứng là chục giá 70.000. Còn núm nắp nồi cơm này là một cái nó 15.000, núm nắp inox, con ốc inox luôn, ở trong này là đồ dặn bằng đồng đó, một cái 15.000, một chục là 150 ha. Đó, ổ cái nâu này là nó 10.000 nè, 10.000 cái. Ổ cái trắng này 8.000, còn đâu 2-3 cái gì, 3 cái, 4 cái gì. Ổ cái nồi cơm nè, 8.000, còn được 3-4 cái nè. Anh em nào có hốt thì hốt.
đó, hâm nồi cơm này là 10 giá 90 nha, hâm tốt nha. Đó, còn nút bấm số 4 này á, nút bấm số 4 này xài phím nha, 10 giá 90 luôn. Đó, về trước khi anh em thay á, anh em thợ thay á là người ta vô dầu, vô nhớt nè. Vô đây dây đây dài chỗ cái đường bấm nè, dưới chút dưới luôn. Là anh em bấm rất là thông luôn nha. Công tắc nồi cơm nãy mình có giới thiệu rồi, 90 ha. Nút bấm số 5 này là 10 giá 120 ngàn, cái 12 ngàn. Nút đèn luôn, nút tròn đặc biệt số 5, 5 nút này là tròn đèn. Đó. Còn bên đây là motor đảo quạt nè. Motor đảo quạt nè là cái loại anh em muốn lấy hào quang thì nó có lỗ nha, vẫn đảo bình thường luôn. Đó, thì nói chung ra mình lúc nó có lỗ mình giao lỗ, lúc không lỗ mình giao không lỗ anh em ơi. Motor này nó ngộ lắm. Nó có lúc đợt về nó có lỗ, có đợt về nó không có lỗ. Anh em muốn lấy hào quang, muốn thay hào quang bằng phật thì nó có xài cũng được luôn, nó thay hào quang luôn đó. Thì một cái motor đảo gì là giá 23.000, 10 230. Còn cái bát sắt gắn motor đảo này là 10 giá 110.000. 110.000 chục ha. Còn bên đây á, bên đây là motor 550 nè. Motor 550 quạt nè, 12V đó. Nó có gắn sẵn hai cái đầu cốt sẵn nè, 55.000 cái nha anh em. Motor chế quạt 12V. Về anh em gắn vô bình 12 mình. Lộn cực thì nó chạy ngược thôi. Còn để đúng cực lại chạy đúng chiều ha. K3 1.5mm này nó là giá 10 nó giá 90 nha anh em, 10 giá 90. Còn bên đây là cục gù đảo. Gù đảo này là một bịch nó, một chục nó là giá nó là 30.000. Còn bên đây là cái bộ hít cửa tủ nè. Bộ hít cửa tủ này là một bộ nó là giá 5.000, 5.000 bộ. Chục bộ 50.000. Còn ống mũ canh cốt này là bịch 10.000. Bịch 10.000. Bịch 10 cái. Còn phá lồng nhựa này là chục 25.000, phá cánh chục 25.000. Nắp nhông này là một chục nó 15.000. Phá lồng nhôm này là một chục nó giá nó 70.000. Bên đây là bộ vít lùng nha anh em, bộ vít lùng. Vít lùng này nó đủ đầu. Đó. Đủ đầu nha. Đầu bông mai, đầu vít ba ke, vít dẹp và đầu bông mai hai chia rồi nhớ vít nhặt dặn hai chiều đa năng luôn. Bộ vít lùng này nó là một bộ nó giá 70.000. 70.000 bộ nha. Còn cái vít hộp Kabushi này là một bộ giá 80.000. 80.000. 80.000 bộ nha anh em. Này là anh em dặn vô những cái máy sinh tố hoặc là những cái bộ vít mà vít Nhật, vít đồ đó là đồ ốc Nhật đồ đó là những cái vít nhỏ đó, là bông mai nè, bông mai lớn nhỏ nè, ba ke tam giác nè. Đó, ba ke tam giác nè, đầy đủ nè ha, bông mai lớn, bông mai nhỏ, ba ke tam giác hai chia. Đó. Những con vít Nhật đó là anh em dặn cái vít này là anh em dặn ra với lại nó nhỏ. Anh em thọt vô cái lỗ, anh em sọt sâu vô anh em dặn rất là chất lượng luôn. Bộ hộp vít hộp Kabushi. Ra băng nè, chữ ra băng nhỏ xíu đó thấy không? Đó, chữ ra băng đó. Hộp 80.000. Còn bộ vít lùng thì vít lùng này vít lùng tự động dặn hai chiều luôn. Dặn hai chiều chở chiều từ cái đầu cán nè. Cái đầu cán này anh em chở chiều được luôn nha. À, đầu cán này nè, thì anh em chở chiều được luôn. Đó. Khi anh em đút cái vít vô thì anh em kéo này vô nè, anh em đút cái vít vô. Đó. Còn chở chiều thì qua lại thì anh em dặn cái này ha, dặn tự động. Dặn qua một cái thì nó đứng chích chết, còn anh em dặn qua cái nữa thì nó chở chiều qua. Còn anh em dặn hai cái qua chẻ chiều lại, đơn giản vậy thôi. Còn vít nó thì nó làm gì? Lấy gõ ra cho anh em xem luôn. Một bộ nó là nó 70.000 nha. Đây nè, anh em dòm nè. Đó. Những con vít Nhật. Bông mai lớn, bông mai nhỏ nè, này bà, đặc biệt nó có một đầu ba ke dạng đầu vít dẹp nè. Đó, một đầu ba ke đầu vít dẹp thông dụng để cho anh em xài nè. Đó, còn những con vít Nhật nè. Nè, tam giác nè. Đó. Này ba ke nè. Ba ke thiệt luôn nghe, ba ke là ba cạnh đó nghe anh em. Đó, tam giác nè. Bông mai nè, tùm lum vân nè. Đó, bộ 70.000. Đây là ốc gáo nha anh em, ốc gáo ngắn á, ốc gáo một bịch nó 20 con, có 20.000 anh em, mỗi lần một bịch nó 10 con mà nó 20.000 nó mắc. Giờ mình có cái chỗ rẻ, mình nhập rẻ, mình bán rẻ. Bịch 20 con mà nó có 20.000 rất là rẻ luôn.
ốc gấu dài thì bịch cũng 20.000, ốc gấu ngắn hiện bịch cũng 20.000, anh em lấy loại nào nói loại đó. Còn đây là ốc mặt nạ, ốc dạng nhông mà nhông quạt với mặt nạ nè đó, một bịch nó 20.000 đó. Còn cái ốc dạng ốp motor nè, ốp motor B4 nè, 20.000 một bịch đó. Ốc dạng ốp motor B5 á, thì cũng 20.000 một bịch đó. Anh em muốn lấy cái loại nào nói loại đó. Còn khoe chặn cốt á, là một bịch nó 10 cái khoe nó 10.000. Còn cái bịch chốt cốt này là nó 15.000 một bịch đó. Chốt xỏ ngang cốt 15.000 bịch ha. Nó có đầy đủ hết trơn anh em. Đó, anh em muốn lấy cái nào đó lấy ha. Mấy loại ở đây là mấy loại ốc đó. Mấy loại đó mình bán. Kẹp cá sấu này là 5.000 cặp nha anh em, 5.000 cặp kẹp cá sấu lớn. Còn cái chùm, anh em nói chùm kẹp á, chùm kẹp cá sấu này là 30.000 một bịch nha. 30.000 bịch mà hết rồi, còn có được có 3 bịch à. Là hết hàng đó. Còn chỉ còn kẹp cá sấu này thôi nha, còn 3 chùm kẹp. Chùm kẹp này là 30.000 anh em. Chùm kẹp này là 30.000 10 cái đầu mà ra 5 dây. Một dây nó 2 đầu. Đây là cái lưỡi cưa mini nha. Lưỡi cưa mini này anh em có thể gắn vô máy khoan anh em cưa được luôn nè. Cái cây này, thanh này là 3 ly nè. Cái thanh này là 3 ly nè, anh em kẹp vô máy khoan được nè. Đầu trên đầu anh em siết vô ha. Đây là 6 lưỡi cưa. Lưỡi cưa rất là dày nha anh em. Lưỡi cưa này rất là dày mà rất là bén luôn đó nha anh em. Anh em cắt thoải mái, lưỡi này là 3 phân rưỡi nè. 3 phân nè. 2 phân rưỡi nè, 2 phân nè. Phân rưỡi nè, phân nè. Đó. Thì nói chung ra là cái lưỡi bề ga của nó đó anh em. Thì lưỡi này rất là bén, rất là dày, bộ 6 lưỡi đó là 60.000. Nó có 1 cây một nha anh em. Còn cái bộ 5 lưỡi này nó 50.000 nha. Cũng y gan vậy luôn mà nó có 5 lưỡi à, 50.000. Anh em lấy loại nào đó lấy. Cái cốt đồng cốt dắt 3 ly nha anh em, mình bán cốt dắt 3 ly này là bịch nó 20.000. 20.000 bịch hình như nó 40 cái anh em. 35 cái hay 40 cái gì quên mẹ. Mà nó cốt dắt 3 ly nha anh em. Dắt vô mấy cái công tắc nồi cơm với công tắc ấm siêu tốc á, được trơn dựa trên. Đó. Còn cái cốt đây là cốt 4 ly, cốt dắt 4 ly. Bên mình bán mấy loại cốt này thôi à. 20.000 túi 4 ly. Còn cái này là cốt này có nó có dòng anh em, nó có dòng gì nè, nó có cái dòng là dòng 4 ly nè. Mấy con ốc nhông quạt rồi đó mình dặn vô đây vừa nghe. Thì anh em cứ nói cốt đỏ đi, bịch cốt đỏ. Tại vì mình đặt nó là cốt đỏ nè anh em, cốt đỏ thì bịch 20.000. Còn cái này là cốt 3 ly với 4 ly thôi, nó có 3 loại cốt đó thôi. Đây là đèn 7 màu 12V, bóng 10 ly, chớp 7 màu. Anh em đưa vô bình 12 là đúng cộng trừ là nó chớp 7 màu. Còn anh em đưa vô ngược cực thì nó, cái này xài bình nha anh em. Anh em đưa vô ngược cực thì nó không cháy thôi. Còn anh em đưa đúng cộng trừ thì nó sẽ cháy chớp 7 màu luôn. Bóng 10 ly, chớp 7 màu. Đó, nó chớp khiển chớp 7 màu đó là xài 12V. 5 bóng đó là 20.000, một túi 20.000 5 bóng. Còn cái này là bịch đèn nhang. Đèn nhang con chở là để cho anh em thay vô mấy cái ấm siêu tốc nè, thay cho đèn nồi cơm điện nè. Nó có con điện chở 220 kg nè. Anh em gắn vô đây là anh em đưa thẳng chân ra là anh em ghim vô 220 là nó cháy đèn. Nó chế được 3 cây nhang bàn thờ luôn đó anh em. Là mình mới kêu bịch đèn nhang, 14 đèn nhang và 10 con chở là 20.000 túi ha. Bên đây là nút nhấn nhả anh em. Nút nhấn nhả nghe, nút lớn nha. Đó, nó có cái dòng dặn sắt luôn nè. Để cho anh em chế, nhắn vô cháy buông ra tắt á, nhắn nhả nha. Để cho anh em chế, để xài công việc nào đó anh em xài. 10.000 nút, chục trăm, nút nhắn nhả là tốt. Chục trăm nha, xanh đỏ diện thứ 1. Bịch 10 mũi đá nè anh em, 10 mũi đá nè là anh em hồi nãy mình nói bán máy mài khuôn mini đó anh em. Bịch 10 mũi đá này là gắn vô máy mài khuôn mini nè, để anh em mài đồ nọ nè. Bịch này là 50.000 nha. Xanh đỏ gì cũng thứ một à. Còn dao ship Nhật này, dao ship Nhật này là siêu bén nha anh em. Dao ship Nhật này là 15.000 cây. 15.000 cây siêu bén, bén lắm anh em ơi. Anh em cắt dưa leo mà anh em đặt ngón tay dưới anh em này, anh em cắt xuống là đứt tay. Bén dữ lắm. Còn đây là mũi phan phét đa năng nha anh em. Một mũi 60.000 nha, mũi phan phét đa năng. Đó.
phét cây, phét gỗ, phét tôn, phét nhôm, phét đồ thoải mái luôn. Đó, ở dưới đây là 3 ly nha. Đó, anh em mồi có lỗ rồi anh em đưa vô anh em phét à. Đó. Anh em chọt cái gì có lỗ rồi anh em đưa vô anh em phan phét luôn. Đó. 3 ly cho tới 13 nha. Đó, nó có cái cây xỏ ngang để anh em phét bằng tay luôn nè, phét cây, phét bằng tay luôn. Mũi 60.000, mũi phan phét đa năng. Đây là nhiều lắm nè anh em. Nằm đây nè. Còn cái này là điều tốc nè anh em. Điều tốc này là điều tốc cho motor 550, motor quạt 550 á anh em, 50.000 cái nha. Anh em mua điều tốc nào nói điều tốc đó nha anh em. Nó xài 12V nè, từ nguồn vô từ 4.5V, anh em vô được pin luôn. 4.5V cho tới 35V đó. Để đây là đường điện vô ha. Còn cái motor là đường điện ra nè. Bình vô nè, bình ra nè. Đó là xài cho motor 12V 550 đó. Rồi kế tiếp anh em ơi, đây là máy massage nha anh em. Máy massage. Đây, máy massage này là 210.000 cái nha anh em. Máy massage độ tốt nha. Thì máy massage này nó gồm nó có mấy chức năng nha anh em. Thay để đây nó tặng cho anh em một cái cáp sạc ha. Còn đây là một cái thanh để cho anh em chọt những cái kẹt hóc đồ trong mấy cái khuỷu tay, khuỷu chân rồi đó. Anh em massage. Còn đây là cái chế banh này nó có nhung mềm. Để cho anh em đánh vô lưng, vô vai gáy rồi đó. Đó. Còn đây là cái cây hai chia để cho anh em đánh vô trong mấy cái cụ lẳng rồi đó. Đó. Còn đây là cái bàn này là để cho anh em đánh vô trong mấy cái đường găng. Đó. Thì đơn giản thì chỉ có một cái là nè. Đây là cái dòng sắt. Đó, khi là nó đây nó có cái miếng gông mềm nè. Đó, trên đầu nó có miếng gông mềm. Thì anh em gắn vô. Gắn anh em chỉ cần đè vô thôi. Đè vô là nó hít, thấy không? Thì anh em lấy anh em chỉ giật ra thôi. Đó. Thì cái máy massage này nó đơn giản vậy thôi. Thì cái cách xài nó như thế nào? Thì cái này nó cho anh em cái cáp sạc này á, về khi anh em xài hết pin, xài rất là lâu hết pin nha anh em chú bác. Đó, mua về cho mấy người lớn tuổi rồi xài chất lượng luôn. Đó, gắn vô cái cốc sạc của mình ở nhà, cốc sạc điện thoại đó, rồi gắn vô mình sạc. Đó, khi hết pin. Rồi nó sử dụng như thế nào? Là đơn giản thôi. Máy này nó cũng có 2-3 màu gì đó, màu xanh, màu trắng gì thôi chứ không có màu gì do màu ngẫu nhiên anh em. Thì anh em bấm giữ thì nó sẽ khởi động. Đó. Đó. Bấm giữ là nó khởi động. Thấy không? Còn xài rất là lâu hết pin nha anh em chú bác. Còn anh em bấm nhịp thì nó sẽ tăng. Nè, bấm nhịp nè. Tăng số, thấy không? Tăng số lên. Đó. Tăng số lên. Đó. Rồi bấm nhịp cái nữa là nó trở về số 1. Đó, anh em thấy nó chạy bình thường đúng không? Mà khi anh em đưa xuống, anh em đưa vô cái cơ thể mình nó sẽ tăng cái độ mạnh lên. Đó, anh em đưa vô cơ thể mình nó sẽ tăng cái độ mạnh lên để mình kiếm cái chỗ mình đưa. Để vô đây đi. Ừ. Đó thấy không? Rất là mạnh. Đó. Thì khi nào mà mình xài, anh em xài tới nhiều đợt nó mới hết pin nha. Rồi khi nào xài xong là mình bấm chết nó tắt. Đó, bấm giữ chết nó tắt. Đó. Một cái nó 250.000 nha. Ê, 210.000. 210.000. Giới lộn giới thiệu cái máy massage, giới thiệu lộn qua bên cái máy sạc bình luôn. 210.000 cái nha anh em. Anh em có xài thì mua ủng hộ mình. Đó. Thì còn 2-3 món đồ nữa để mình giới thiệu tới cho nó hết luôn. Đây là nút kéo nhông anh em, nút kéo nhông này là một chục giá 15.000 nha, nút kéo dẻo nha. Nút kéo dẻo nha chứ không phải nút kéo giòn nha. Đó, còn cái công tắc bộ ba này là công tắc đảo nè, công tắc đảo nó có dây giật nha. Đó, là công tắc đảo cho cái motor đảo nãy mình giới thiệu đó. Còn cái công tắc số đứng nè, số đứng là nó chỉ có cái nút với cái này thôi. Đó, chỉ dặn anh em, công tắc số đứng là mình giới thiệu cái bắp chuối nãy đó, là anh em dặn cọc 1-2-3 thôi đó. Còn cái công tắc treo thì nó có cọng dây và cái nút. Đó, cái nút và cọng dây luôn, cọng dây giật luôn. Đó, gì nè.
đồng giá ba cái loại công tắc này là 7.000 một cái nha, 7.000 cái, 70.000 đồng giá luôn, anh em muốn lấy loại nào lấy. Còn cái dây guộc 5 màu này nè anh em, dây guộc là cuộn điện 5 màu này nè, để gắn vô cuộn điện đó, là dây guộc 5 màu này là một cộng 1 mét nó là 15.000 ha. Đây là cái lưỡi cắt nha anh em, đây. Lưỡi cắt bót, lưỡi cắt bót. Đây là anh em cắt nhôm nè, cắt cắt nhôm, cắt toan, cắt đồ đó. Lưỡi cắt bót đa năng nha, cắt mài đồ đa năng, cắt đá, cắt toan, cắt cái gì đó tùm lum đó mình không gành. Nhưng mà cái lưỡi cắt bót này nó 50.000 lưỡi. Còn cái lưỡi cắt vàng này là lưỡi nó 10.000 anh em, lưỡi đá đá cắt vàng 10.000, lưỡi đá cắt nha. 10.000 lưỡi, chục 100. Còn cái lưỡi đá cắt cha đá cắt này á, lưỡi đá cắt nâu này á là lưỡi 8.000. Đó. Chục lưỡi nó là 80.000. Còn cái lưỡi kim cương này á thì 50.000 lưỡi, lưỡi kim cương vàng 50.000 lưỡi. Lưỡi kim cương cắt đá đa năng nè, cắt mài đá đa năng. Đó, còn cái lưỡi Makita này, lưỡi cắt gập Makita này nó lớn hơn cái lưỡi cắt của mình chút xíu nha anh em. Đó. Nếu anh em xài nó thì anh em phải bỏ cái miếng chụp của mình ra, nó lớn hơn cái lưỡi mình chút xíu. Này nó xài cho máy cắt gạch. Đó. Đó, cắt gạch đá đa năng ha. Lưỡi cắt gạch này là nó cũng 50 luôn nha anh em, 50.000 lưỡi, lưỡi cắt gạch này nó dày lắm, cắt gạch cắt đá qua cương rồi đó. Lưỡi cắt Makita nha. Makita. Đó, Makita, anh em mua loại nào nói loại đó ha. Mỏ lết này là mỏ lết thường nha anh em, mỏ lết thường 45.000 cây. Còn 2-3 món nữa anh em ơi, xem coi mua được cái gì ủng hộ mình ha. Mấy cái chổi đồng này, mấy cái chổi cước này mấy cái chổi cước cũ này nó bị, không phải nó bị cũ nha anh em. Thế này mình giải thích cho anh em biết á, tại vì mình để trong cái thùng, mình chưa có đem ra quảng cáo cho anh em, hàng về nhưng mà mình chưa đem ra quảng cáo bán. Thì á, thình lình á, mấy con mối á anh em, mấy con mối nó ăn vô cái thùng giấy luôn. Nó ăn vô thùng giấy bày luôn, nó ăn vô dính gì nè, đó, mình chưa có chùi ra, đó. Thì cái cây cỏ cước này á, thì hiện giờ á, là mình sẽ tặng cho anh em. Anh em nào mua đơn từ 400k mình tặng nha. Chắc bữa hai bữa hết à. Anh em nào là còn thì mình tặng, không còn thì thôi ha. Cái chổi cước này đơn 400k này mình đều tặng hết. Đó. Mình sẽ bỏ ra mình tặng hết chổi cước này, còn cái cây bằng chải xây silicon cước này, cước nhuyễn này á là 35.000 cây. Còn cái cây bằng chải đồng này á thì 15.000 cây nha. Bằng chải đồng này là 15.000 cây. Còn cái cây này là anh em nào mua 400k là mình đều tặng hết luôn. Bất cứ anh em không cần xài ha, cần xài thì mình cũng tặng cho anh em để trà, trà thoải mái. Mình chỉ cho anh em nghe. Về mà anh em trà nó xuất ra, nó xuất cái cán này ra nè. Tại vì nó đóng vô á, nó xuất ra, cái mình đóng vô lại anh em. Về cái bắt đầu cái mình đóng vô, đóng vô ha, đóng nhẹ nhẹ vô cho nó sát rồi. Xong xuôi bắt đầu cái anh em lấy cái con vít lê bê á, vít bắn á, vít dặn của mình, vít dặn phá ton đó, anh em dặn ngang đây nè, anh em ký ngang đây nè, anh em trà thoải mái nha, thấy gì chứ trà đồ im lắm nha anh em, trà xét trà đồ chất lượng luôn á, không bao giờ sức á. Đó, anh em tranh thủ mua ha, đơn nào 400k là mình đều tặng hết luôn, chắc cũng cỡ 20 cây à, chắc mình bán được khoảng 3 ngày là hết cái này nè. Anh em xem cái từ ngày mình quảng cáo lên đó, thì còn hàng thì mình tặng hết hàng thì thôi nha anh em. Hổng rồi mình cũng tặng nhiều lắm rồi, đơn 400k mình tặng mình bao phí ship luôn. Rồi để mình để cái này lên trên đi, rồi mình giới thiệu cái món cuối cùng anh em ơi. Còn một món cuối cùng nhất à, cái một cuối cùng luôn đó. Quên nữa, cái này quên giới thiệu K3 đâu, K3 với sơ mi bạc đạn nữa anh em ơi. Giới thiệu quên trước quên sau tùm lum hết trơn. Đây, thì K3 này là K3 20 ha, chục giá 70.000. Chục giá 70.000. K3 2.5 mi xanh này là gần đứt hàng anh em hết rồi anh em, còn mấy chục cục đây là hết rồi.
250 này là một chục, nó là giá nó là 2.50 một 450W nè. Một chục giá nó 100. Còn cái K3 30 nó đồng giá với K3 30 nha. K3 30 này là chục giá 100. Còn K3 40 này là chục giá 120. Còn K3 1.50 anh em, 1.50 nãy mình giới thiệu đó là K3 đó là 90k chục nha. À 90k chục. Đó. Thì mình bán mấy loại K3 này thông dụng để cho anh em xài các loại quạt ha. Rồi để mình giới thiệu semi bật đạn cái tới qua điều tóc nha anh em. Còn cái cuối cùng mà tới qua điều tóc cái nữa là hết luôn đó. Điều tóc để mình chia sẻ cho anh em mấy cái điều tóc mình mới làm. Đó, semi này, semi nhựa này là một chục với giá 60.000 anh em, semi 3 chân. Xài cho bạc đạn 608 nha. Còn bên đây là bạc đạn 608 nè, bạc đạn cây K này là một cây 120.000, cây 10 cái. Bạc đạn này là bạc đạn đỏ nha anh em. Đây, nói gì nè anh em. Đó, cây K ra băng nha, bạc đạn Nhật nha. Đó. Chuyên để cho anh em semi xài là các loại bạc đạn quạt này là 608 không nha. Đó. Còn còn bạc đạn Oco. Oco 608 này nó cũng xài cho y gan bạc đạn này luôn nha. Oco thì 90.000 cây. Oco thì xài cho cái này cũng 90.000 cây nha. Đó, còn nó cũng xài cho này luôn anh em. Bạc đạn semi là bộ 3 này là xài hết trơn toàn bộ luôn, đó là nè, Oco đó nè. Cây 90.000. Còn semi nhôm này là một chục mới 100.000 nha. Anh em lưu ý ha. Còn semi nhựa chục 60.000, bạc đạn này là 120.000, đạn Nhật. Còn đạn Oco thì giá nó 90.000. Còn cây lăng nhám này á, cây lăng nhám đỏ này á, là hiện giờ á, là cây lăng nhám đỏ này nó 180.000 cây nha. Đó, mình mới sản xuất xong ngày hôm qua mấy chục cây. Còn cây lăng nhám nhỏ là còn một cây cuối cùng luôn, cây 150. Cây lăng nhám nhỏ nhôm đặc nè, cây cuối cùng luôn là 150. Đó, khi lăng nhám anh em để vô anh em siết anh em lăn quăng vòng à. Cái nào cũng vậy trơn, cái này cũng vậy nữa anh em. Nè, khi anh em lăn anh em để vô. Đặt vô. Ha. À, nhả ra ha. À. Nè, nhả ra rồi anh em siết vô ngay nè. Ngay anh em siết vô cái anh em lăn một vòng à. Đó, lăn nhám để chế quạt, anh em chế cốt quạt vô bạc đạn cho nó chắc cái bạc đạn á. Đó, anh em lăn qua một vòng. Anh em siết vô vừa cứng tay, anh em lăn một vòng là nó sẽ có cái vòng lăn, nó là anh em đóng mặt đạn vô rồi nghe anh em. Cây lăn nhám đỏ này 180 nha. Lăn nhám nhỏ đó 150.000, mà còn cây cuối cùng đó anh em nào nhanh tay thì còn chậm tay hết luôn. Còn bên đây nè anh em, kéo lớn nha. Kéo lớn nha, kéo này kéo lớn nè, 60.000 cây. Kéo này anh em cắt giải được luôn nha, cắt giải cắt da. Đó, cắt giải cắt da, cắt cá, cắt ton. Đó, cắt thịt, cắt đồ thoải mái luôn nha, kéo lớn nha. Kéo này là lớn lắm, nó lớn bằng kéo thợ may đó anh em. Còn cây kéo 60.000 cây nha, kéo cán hai màu là 60.000 cây. Còn cái kéo này là bán 45.000 nè, kéo thợ điện nè, 45.000 cây. Kéo cán cam thì hồi nãy giới thiệu đó là 55.000 cây. Còn cái kìm mỏ nhọn này á, là kìm mỏ nhọn siêu dài này á, là một cây nó 35.000. Nó gồm có hai loại, cán đen và cán trắng, mà mỏ nhọn này nó không có găng nha anh em. Không có găng, mỏ nhọn dài không có găng. Đó, nó có buông ra, nó có ép nè. Đó, kéo cán xanh nè. Còn cái kéo cán đỏ loại 40k nè. Kéo cán đỏ thép đen nha. Thép đen, thép tốt, 40k. Đó. Rồi, nhiều đó thôi, chứ còn mình để lên rồi bắt đầu tới điều tóc nha anh em là hết luôn rồi đó. Hết hàng giới thiệu luôn đó. Còn mấy cái kéo đen này chắc thời gian mình cũng tặng phẩm luôn. Tại kéo đen một gỗ rồi mình không giới thiệu luôn. Rồi đây anh em ơi, cái món này là món cuối cùng. Đây là cái điều tóc. Đây, thì đây là cái nồi lẩu nấu ha anh em, cái mâm lẩu nấu. Thì nó điều tóc được cho cái nguồn điện luôn. Đó, bếp điện luôn. Bếp điện anh em mà không có điều tóc là nó điều tóc được luôn ha. Thì đây là cái hộp điều tóc á, là nó 220.000W là giá 190.000. Xài cho máy phan máy mài cầm tay, động cơ chổi than. Những cái máy phan máy mài cầm tay nó không có điều tóc đó anh em, nó không có chậm lẹ đó. Là anh em nên xài cái này. Ví dụ như anh em nhà xài có một máy á thì anh em nên mua nó anh em xài 190.000. Nhưng mà cái tiền phí ship thì anh em tự trả nha. Đây là cái hộp điều tóc nó như vậy, anh em ghim vô điện 220 ha. Thì đây là dành cho máy 220 thì nó có cháy đèn như gì đó, khi về mình trả gì không ha.
Thì cái này là điều tóc chậm lẹ theo ý muốn của anh em để cho anh em xài. Đó. Thì đây cái pha mà em bật lên sẵn nè. Đó. Hàng để anh gỡ cái này ra cái. Đó. Thì nó cháy đèn nè, thấy nó anh em. Đó, dành ghim vô. Đó. Đây. Đó. Đó, chậm lẹ theo ý anh em nè, thấy không? Nè. Thấy không? Nè, chậm nữa nè. Thấy không? Ừ. Bò luôn đó, thấy không anh em? Đó. Và điều tóc cho mấy khoan mấy mài để cho anh em xài thoải mái cho cái máy của mình đây nè, anh em nắm là được luôn nè. Đó. Đó, thấy không? Là cái này là cái hộp điều tóc 1000W là cho anh em xài cho mấy phan luôn, mấy phan mấy mày luôn nha, miễn cái nào có than là anh em xài được. Dưới anh em xài cái loại 3000W á, 1000W thì anh em xài cho cái này vẫn được. Nhưng mà anh em xài cái 3000W á, nó ngon hơn cái 3000W á, là anh em xài cho mấy cái lò nấu rồi ngon hơn. Đó. Rồi cái này là 190.000, mấy phan á thì không có chổi than á, có chổi than mà không có cái công tắc mà chậm lẹ á. Thì nó chạy một mức mạnh á, thì anh em cứ mua cái này anh em điều tóc anh em xài ha. Hộp điều tóc 1000W là 190.000. Đây là một hộp gì. Dây này là mình làm dây vải 2 mét hết nha anh em. Dây vải 2 mét hết luôn. Đó. Là hộp điều tóc 1000W đó. Dây vải 2 mét hết, bởi vì mình không bán dây vải nữa, dây vải để mình làm điều tóc mình bán. Cho anh em xài. Đây. Đây là điều tóc 1000W ha, thấy hết nè, đó. Còn đây là điều tóc 223.000W. Đây. Điều tóc 223.000W là giá 300.000 một cái. 110. Anh em xài 110 thì anh em xài đồ bãi nghĩa địa đó là anh em nói mình thì mình bán cái hộp 110. Thì mình giải thích cho anh em cái điều tóc 223.000W đó. Đây, trả gì không thấy không? Đây, ghim vô 220 thì mình có để sẵn nè. Cái nào cũng vậy. Ví dụ máy 110 này nè, mình cũng để nè, nguồn 220 nè, thấy không? Ra mình 110 mình xài. Đó, vậy đó. Mình để kỹ cho anh em luôn. Đây, nguồn 220, ghim vô. Nó cháy đèn, đúng không? Đây, mình ghim vô. Nha. Ghim vô. Đấy. Ghim vô là nó tắt đèn, thấy không? Mới đầu nó tắt đèn thì anh em dặn lên điều tóc là nó vô, nó có điện phê là nó ấy à. Đó. Thoải mái luôn thấy không? Đó, bò luôn nè ha. Đặc biệt anh em xài 3000W này, anh em xài cây này là nó rất dư. Anh em xài cho máy cắt bàn được luôn, máy cắt bàn mà xài mấy cái động cơ chỗ than á nha. Nó xài bằng than đó, là mấy cái máy cắt bàn nó xài bằng động cơ chỗ than thì anh em cứ xài nó thoải mái. Điều tóc thoải mái. Đây nè, 220 đúng không? Bây giờ anh em đưa vô nồi nấu. Nồi nấu. Đây anh em đưa vô bếp nấu. Bếp nấu. Đó. Nè, đưa vô. Đưa vô chưa nấu nè, thấy không? Nè, cháy đèn rồi nè, thấy không? Mà nó chưa có nóng. Nóng có nóng. Anh em tăng cái này lên nó mới nóng nè. Tăng lên nó nóng. Nè, tăng lên nó nóng. Tăng lên là nó nóng nè. Đó. Nóng lên rồi nè. Đó. Nó chỉnh nhiệt độ cho cái bếp dây ma xoa được luôn. Mà đặc biệt nha, nó chỉnh độ được cho bếp dây ma xoa dưới phan mài. Mấy phan mấy mài là vô địch luôn. Chỉ có một cái là, đây nè, giảm đèn nè, giảm đèn này nó lưu lại nè, thấy không? Giảm đèn nó lưu lại nè. Nó là nó giảm nguồn điện anh em biết không? Nè. Đó, thấy không? Đó, nóng rồi đó. Giờ vô phỏng tay. Rồi nếu mà đặc biệt nó giảm cho như vậy, nhưng mà anh em xài đặc biệt anh em xài quạt không được nha. Quạt không chạy.
Đây là cái điều tốc 220 là anh em xài cho máy 220, máy cắt bàn, máy phan bàn hoặc là máy phan tay là xài động cơ chổi than 300 ngàn, một hộp điều tốc 3000W 300 ngàn. Dây ra 2 mét nha, dây bãi 2 mét. Yên tâm xài, dây này là dây cao su nha anh em. Dây cao su không đó, dây xịn đó. Còn cái đặc biệt cái này là xài cho motor 100 máy phan máy mài 110 hàng bãi Nhật. Đó, 300 ngàn. Mà đặc biệt anh em mua cái loại 110 này là anh em có lợi là anh em xài cho 220 được luôn. Anh em điều tốc cho mấy cái máy 220 được luôn. Đó. Mà nó không có mạnh bằng cái điều tốc 220 này chút xíu thôi, chút xíu siêu thôi chứ không nhiều. Nhưng mà anh em xài cho 220 được bình thường. Đó. Xài cho hàng bãi. Đó, đây nè, thay mình thử cái máy 220 cho anh em xem luôn nè. Nó điều tốc đó 110 nha anh em. Đó, giờ ghim vô 220 nè, thấy không? Nguồn 220 ra 110 anh em xài cho mấy cái máy bãi nè, cái máy Nhật á. Bây giờ mình thử cái máy của mình nè. Đó. Máy này là máy boss nha anh em, boss xịn của anh mình nha anh em. Boss này boss 2 lỗ mũi nha. Boss của Đức cái loại xịn luôn á. Cái cây này là mình mua ở hãng đó là 1,2 triệu đó anh em. 1,2 triệu mình xài đây là khoảng 5 năm nay, 6 năm nay rồi. 6 năm nay. Đó, đặc biệt nó là xài cho điều tốc này anh em xài cho máy 220 được bình thường, nhưng mà đặc biệt nó là xài cho phân mài bãi, phân bãi nha anh em. Máy mài bãi nha. Máy cầm tay bãi. Nhưng mà nó không có bằng cái điều tốc 220 để xài cho nó. 220 đúng của nó ngọt hơn, còn quang này nó không mấy ngọt không. Đó vậy đó. Nhưng mà tận dụng có cái là anh em mua nó về anh em xài cho 220 được luôn, anh em khỏi tốn. Đó. Là 300 ngàn một hộp nha anh em, 3000W nha, 3000W. Mình hết cái mạc 3000 còn mạc 1000 thôi, mình dán mạc 3000 lên nè. Ê mình vẽ chứ. Điều tốc 3000W nha anh em. 300 ngàn còn điều tốc 1000W thì 190 ngàn. Đó. Rồi. Mình kêu hàng đến đây đã hết nha anh em chú bác. Còn cái này nữa nè anh em. Cuối cùng còn nó nè. Cốt bạc anh em ơi. Cốt bạc là hết luôn rồi. Đây. Cốt bạc lỗ B4 nè. Cốt bạc lỗ đa năng nè. Anh em xài cho quạt B4 được và quạt B3 được nè. Ha. Là một bộ nó là giá nó 10 ngàn. Cốt bạc lỗ đa năng xài quạt B3, B4, quạt treo, quạt đứng, quạt bàn. Đó. Còn cốt B5. Cốt B5 là nó dài hơn cốt B4 nha anh em. Đó. Làm sao nè. Đó. Cốt B5 đặc biệt xài cho quạt B5 là một bộ nó 12 ngàn. Một chục bộ nó 120. Còn cái này là bộ nó 10 ngàn. Chục bộ nó 100 ngàn. Còn cốt bạc hộp này là chục bộ nó cũng 100 ngàn luôn. Thay cho mấy cái quạt hộp đa năng luôn. Đó. Rồi. Hết hàng nha anh em. Rồi anh em chú bác gần xa có yêu mến kênh của mình thì ủng hộ mình ha. Có mua hàng thì xuống dưới cái số điện thoại mình đánh vô Zalo, ghi đơn, chụp gửi qua. Thích món nào ghi vô món đó mua. Còn anh em chú bác nào mà không có gần xài Zalo thì cứ điện thẳng cho mình. Soạn đơn đi rồi điện thẳng cho mình. Rồi đặng rút ngắn thời gian lại để cho đỡ tốn tiền điện thoại. Và máy mình lúc nào cũng có ghi âm. Đó, nhớ cho tên, người nhận hàng, địa chỉ, số điện thoại đầy đủ. Điện thì khỏi cần cho số điện thoại, còn nếu mà ghi đơn gửi qua bên Zalo mới coi cho số điện thoại nha anh em. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em nghe, hẹn gặp lại anh em clip sau nha. Có mua hàng thì điện mình ha, ủng hộ mình ha. Chào tạm biệt anh em.